tắt máy. Số tắt máy đi nha, số ơi. Mẹ cho bữa nãy giờ rồi, số tắt máy nha. Hello mọi người. Hello Lệ Trinh, hello Sophie. Này xả mặn tay luôn, tặng quà trung thu cho mọi người luôn à, bữa một bữa nha, mai vô không like á. Là ngày hôm nay thôi, có đồ bé luôn mọi người ơi. Có ít đồ bé nha. Có đồ bé đầu like vô lên đồ bé, vô like tặng đồ bé luôn. Bây giờ mẹ không vô phòng, mẹ ở ngoài, mẹ gọi con tắt máy tính được không? Được. Sao không được? Ai thấy dâu bấm GG tương tác với dâu mọi người ơi. Cái dâu xin một tim nha, một tim nha mọi người ơi. Dâu xin một chấm với lại thả tim cho dâu với nè. Nay like tặng quà trung thu cho mọi người bữa cuối nha. Ủa một ngày hôm nay nè, có đồ em bé luôn. Nên là xả mặn tay luôn. Chấm like, share like lên giùm em nha mọi người ơi. Hiện logo người chia sẻ cho dâu với nha. Tự nhiên mạng yếu à. Biệt tâm biệt tích lâu lắm rồi nha bé Loan nha. Vô thả tim giùm vô mọi người ơi. Thả tim chấm like. Hello em gái. Mới nhận đồ xong rồi nha. Mới nhận xong tức thì đang khui dưới rồi. Chấm like share like lên giùm em nha cả nhà yêu. Sáng giờ tóc tay bù xù không á. Gội đầu kịp luôn mạng yếu quá chị. Giờ chắc đỡ rồi đúng không? Giờ hết chắc ok chưa? Hello chị Bích yêu dấu. Thả tim giùm dâu nha mọi người ơi. Bấm GG tương tác với dâu, thả tim cho dâu nha. Hiện logo người chia sẻ giúp em luôn. Bữa nay đồ bé, nói chung là đồ bé, đồ người lớn gì cũng xả cho mọi người hết nha. Mờ quả like bằng máy của ông xả dâu nó hơi không biết làm sao. Giờ chắc đỡ nè, hết mờ rồi phải không mọi người, hết mờ rồi. Hết mờ rồi. Lắc lắm, vẫn đang mờ chị ơi. Mọi người chịu khó nha, nó lát sau rồi là nó ổn định nè ha, xíu xíu nữa là nó ổn định. Bấm GG tương tác với em nha mấy chế ơi. Ủa sao em bấm nó à, rồi nó cũng đỏ luôn rồi. Bữa nay xả dài 30.000 cho mấy chế luôn. Bấm GG tương tác với em nha, có đồ bé luôn mọi người ha, có đồ bé. Còn đâu khoảng vài chục bộ đồ bé nha. Chị nào muốn lê dâu lên dâu tặng mã nào trước thì mọi người cứ nói dâu nha. Muốn dâu tặng mã nào thì mọi người cứ comment nha, có đồ bé nữa. Giờ dây thun ác chị dâu à, biết sao không? Do ăn uống ngập mặt á. Nhỏ bạn gửi lên cho một thùng hải sản á. Trời đất ơi. Tùm lum hết trơn à. Nên là đáng lẽ là 11 giờ like nhưng mà từ 11 giờ tới 12 giờ bây giờ là lo ăn á. Có ở không nha, đồ bé 37 kg á, chị có chắc là không rồi, đồ bé 37 kg không có rồi. Có đồ bé gái thì chỉ có áo khoác thôi nha, còn bé trai thì có đồ bộ, còn vài chục bộ và dâu có nha, có những bộ diện trợ nè mọi người, có áo nha. Mùa này là mọi người mua áo bé được rồi đó, xịn lắm luôn nha, hai lớp nó dày muốn xỉu. Áo này ra ngoài mua cũng 160 rồi nha, bạn cho mấy chị mấy chục ngàn thôi. Trời ơi, hình này là hình logo theo dùm em nha. Logo Hello Mỹ Nhật. Logo này là logo theo dùm em rồi mọi người ơi. Cho dâu thấy chị nào thấy dâu cho dâu xin một chấm đi. Cho dâu xin một nút thả tim cho dâu thấy mọi người đi.
Với lại bữa nay dâu xả rất là rẻ nha, mừng Trung Thu này, tặng quà Trung Thu cho cả nhà. Chứ bây giờ mà đọc mã tặng thì giành giật nhau rồi lại người này được người kia không được, lại cái gì em cũng bán rất là rẻ luôn, dài 30.000 cho mấy chế. Coi như là quà tặng Trung Thu nha, chứ em like ngày hôm nay thôi, mai em lại nghỉ rồi. Hôm qua với hôm nay là Trung Thu nên dâu mới like á, chứ bận nó không like, mà bận nó do hàng về nhiều rồi đóng hàng cho xỉ nữa, dâu không có thời gian dâu like. Bữa giờ là đi gia dục không mà, nên là nó cũng hơi nó hơi bận nha. Trời ơi, dâu nói thiệt luôn á, chị nào đi mua hàng mà 160, 180 á, như thế nào thì áo khoác của bé nó xịt như vậy luôn, hai lớp dày dày nha, vải mịn lắm luôn mà chế nha. Bán áo này đây nè, lên đồ bé không, chị nào muốn em lên đồ bé cho, còn không thì lên, nói chung là lên lộn xộn nha, cả đồ bé cả đồ người lớn, bộ rồi nói chung là xả hết luôn. Đây bộ bé thì nó như vậy nè, tôi được mã nào thì đây nha, vải đẹp lắm. Mấy chị đi mua áo thun cho nam á, như là đồ em đã bán rồi, áo em bé hoặc áo trẻ em hoặc là áo của nam, dâu đã từng bán qua rồi, chị nào mua thì biết rất là đẹp nha, chất ok luôn. Đồ bé dâu bán mấy chục ngàn thôi, như vậy luôn, dâu bán một set 49.000, rẻ chưa, 49.000 một set là gồm một quần một áo nha. Bốn cho Hello Cốt Hiền 49.000 một set gồm một quần một áo và vải đẹp chuẩn hàng cô tông thái loại cao cấp nhất, như hàng áo nam hoặc là áo trẻ em mà mọi người đã từng mua của dâu nha. Hồi dâu bán từ năm ngoái lận, năm nay không có hàng, năm nay không có hàng nha. Đồ bé trai rồi áo bé trai, áo bé gái với lại áo nam là dâu bán từ năm ngoái, chứ năm nay dâu không có hàng vì dịch nữa nha mọi người nha. Đó, một bộ 49.000 chuẩn hàng thun thái dày mịn mát nha. Đồ em gửi được thì chốt luôn nha, chị em gửi địa chỉ nhà em là ok bé Duyên Đào. Rồi mã này, đồ bộ bé trai có nha, anh Lê có luôn cho em coi, đồ bé 12kg đây. Đồ bộ này là khoảng cỡ dưới 20kg nha, 20kg đổ về. Bộ này là dành cho bé 12 cân tới 20 cân tùy chiều cao nha. Mọi người phải comment cho dâu số tuổi và số cân nặng thì nó mới chính xác được. Bé 12kg nhưng mà 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, nó mặc size khác với bé 12kg mà 4 tuổi nha mọi người. Nên là mọi người phải comment cân nặng và số tuổi của bé dâu bọn lấy mới chính xác sai được. Bao đẹp, bao sừng sò và dâu bán đồng giá 49.000, nhỏ to gì cũng đồng giá 49.000. Cái chất này nhận hàng mà không xịn như hàng mấy chị đi mua 120 một bộ, 85-90 ngàn trở lên tới 120-130 một bộ thì tặng luôn. Ok chưa? Dạ không có đồ 40kg, 2 tuổi 12kg ok em nha. Chờ vô một tí nha, bộ nào 2 tuổi 12kg vô sẽ báo. Rồi mã này có một bộ thôi nha, chị nào lấy thì comment nha. Bộ này thì khoảng cỡ bé khoảng cỡ, có size 40kg không có nha, size 40kg không có. Rồi bộ này là khoảng cỡ 20kg đổ về thôi mấy chị ơi, 20kg đổ về nha, 20kg 3 tuổi ok chị Kiều này. Bộ này là con chị mặc đẹp luôn á, 20kg 3 tuổi là mặc đẹp này chị, xịt lắm. Hàng đẹp giống như là hàng áo Thái á chị Kiều. Chị Kiều ơi, vải giống như là vải áo Thái á. Ủa bé Kim Nguyên, má ơi Kim Nguyên mà tôi nhìn lộn ra Kim Kiều luôn á, không đeo mắt kính mà tôi nhìn vậy luôn á. Kim Nguyên mà nhìn ra Kim Kiều, 49.000 nha, bao sừng sò luôn. 6 tuổi 26kg, có 37kg không? Dạ 37kg chắc là không có size đâu chị, 37kg chắc không có size đâu. Rồi mã này cho dâu là mã 1 nha, tại vì nó lộn xộn mẫu và lộn xộn size là dâu sẽ like từng mẫu và dâu sẽ đọc luôn. Đa số là khoảng cỡ 25 cân đổ về thì nhiều size mọi người nha, 25 cân đổ về thì nhiều size đây. Rồi mã này cho dâu là mã 1 nha, mã 1 nha, tầm khoảng 2 tuổi tới khoảng 4 tuổi, dao động trong số ký 20kg đổ về. Có 15kg Quyên Võ, 15kg mặc mấy mã này đẹp nè Quyên Võ, dâu thấy con của Quyên Võ rồi. Có phải là thằng nhóc mà hồi đợt qua lấy hàng không? 15kg nha, 49.000 nhận hàng, đẹp lắm, đẹp như áo Thái của mình mua luôn. Ok chưa? Rồi mã này cho dâu là mã 1 nha, đẹp chưa? Nam nữ mặc được mà quần nó là quần bé, nó cũng dạng tới gối hoặc là vừa qua khỏi gối một tí xíu, chứ nó không có bị ngắn đâu nha, nó ngay gối hoặc là nó qua gối một chút xíu. Không like lộn xộn nha đồ bé, tại vì nó có vài chục bộ thôi, như là dâu like dâu xả luôn đầu like rồi tí nữa dâu lên nha, coi như tặng quà Trung Thu các bé luôn á. Chứ còn bộ này như dâu nhập vô cũng đã 65 cả ship nữa là khoảng tỡ 68.000, 65-68.000 luôn rồi mọi người nha. Đây rồi cho dâu mã này cho dâu là mã 1 nha, mã 1 vải đẹp lắm, bao đẹp bao sừng sò. Con gái 15kg thằng nhóc đó, áo khoác bé đẹp lắm. Bộ này là nam nữ mặc được này, bộ này nam nữ mặc được nha, bộ này là nam nữ mặc được cho dâu, vải rất là đẹp, vải rất là đẹp mấy chị ơi. Con dâu cũng mặc mà yên tâm nha, nó gian đèn tắt luôn, nó gian đèn tắt dâu tắt luôn á, mất lục luôn á. Con dâu giờ còn để lại mặc vải đẹp nha, bình thường đi mua bộ này là đã 80-90 ngàn hoặc là 100-120 rồi. Sao con rồi để đó cho mẹ, chị nào lấy đi cho, để cho Châu Ngân 5 bịch tảo, còn lại thì chưa nhớ à, để cho cô Nguyên lấy 5 hộp sữa tắm cho cô Nguyên, để riêng ra mang xuống cho mẹ.
Hello, hello Nguyễn Mơ. Rồi nha, dâu mạ này là mạ 1 nha. 20kg là áo số mấy vậy dâu chị ơi? Áo nó không có làm số. Nay có lên cassette đăng hồi sáng không chị? Có nha bé Loan. Chị 20kg bao nhiêu tuổi thì chị cứ ưng thì chị cứ nói em đọc số sai nè. Đó, mấy cái mạ này là khoảng cỡ 12 cân tới 20 cân, nó dao động theo số tuổi nha. Nó dao động theo số tuổi, ví dụ giống như là bé nào 12kg nhưng mà 4 tuổi thì nó mặc được vì nó vừa cái chiều dài rồi. Còn bé nào 12kg mà 2 tuổi thì là mặc nó không mặc được vì cái bộ này là nó dài nha. Còn bé nào 12kg nhưng mà nó 4 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi là nó mặc được những bộ như vậy rồi mọi người nha. Hoặc là bé 20kg khoảng 3, 4 tuổi là mặc ok nha. Chứ 20kg mà 6 tuổi thì nó hơi bị ngắm. Nó lại là như vậy mọi người nha. Rồi, em đọc cho mọi người cái bộ này khoảng cỡ 2 tuổi tới 4 tuổi nha. 2 tuổi tới 4 tuổi dao động trong số ký là 20kg đổ về. Chị nào, con chị nào trong độ tuổi từ 2 tuổi tới 4 tuổi mà 20kg đổ về thì mọi người chốt số này cho dâu là mã 1 nha. Mã 1, đây là mã 1 nè. Mã 1 giùm em. Thế rồi sáng có nha, chờ tí dâu lên cho có màu nè, có màu mà không biết size này size mấy. Nó cũng nói chung là size cỡ đó thì nhiều. Size cỡ đó thì nhiều nha. Trời ơi, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi, mã này cho dâu là mã 2 nha. Mã này cho dâu là mã 2, 22kg đổ về, 25kg đổ về nha, 5 tuổi đổ về. Mã này là mã 2 cho dâu nha, cỡ 3 tuổi tới 5 tuổi. Mã 2, 3 tuổi tới 5 tuổi, 25kg đổ về nha. 3 tuổi tới 5 tuổi, 25kg đổ về. Nó, đây là số của nó là số 11. Số 11 với mọi người ơi, nó là số 11 nha. Nó là số 11, cái bộ này nè là bé khoảng cỡ 25kg đổ về nha. Nó tương đương với số 10, nó hơi nhỏ hơn một tí. Nó tương đương với số 10 nha, mã 2, 22kg, ok chị nha. Đẹp lắm, 49.000 em bán tặng cho mọi người 49.000, yên tâm là hàng xịn. Xịn giống như mấy chị đi mua 70-80 ngàn. Nếu như không xịn, vải không đẹp như vậy, mọi người trả về cho em nha. 5 tuổi cao mét 1 chị, 5 tuổi không biết luôn. Dạ em hết rồi chị ơi, hết rồi. Áo khoác thì có nha, áo khoác mọi người cho em tí. Áo khoác bé thì em có. Rồi mã này cho dâu là mã 3. Mã 3 thì khoảng cỡ 10 dưới 20kg nha. Mã 3 thì dưới 20kg. Mã 3 thì dưới 20kg nha. Bé nào khoảng cỡ 12 cân tới 18 cân mặc đẹp. Đây nha bé ơi, đây nè, bộ này nè, Bùi Diễm ơi, 2 tuổi tới 4 tuổi nè, 2 tuổi tới 4 tuổi, 12 cân tới 18 cân, 2 tuổi tới 4 tuổi nha, 12 cân tới 18 cân, mặc bộ này đẹp cho dâu. Rồi mã này cho dâu là mã 3 nha, mã 3, mã 3, mã 3 nè, đó, mẫu này có mấy màu à, mã 3, rồi đây là mã 4, mã 3 nha, nâu tay này là mã 4, chị nào lấy thì comment mã 4 nè, em lấy màu này nè bé Bùi Diễm ơi, đẹp nè, 12 cân tới 18 cân. 12 cân tới 18 cân nha. Mã này là mã 4, mã 4 nha. Cùng màu nhưng mà khác mẫu à. À cùng mẫu nhưng mà khác màu, mã 4 nha. Mã 4 vải đẹp lắm, vải đẹp giống như mấy chị mua áo thái sừng sò á. Y như mấy chị mua áo thái sừng sò luôn. Mã 2 hết rồi, mã 2 hết nha. Mã 2 vô hết rồi. Vô còn mã 1, mã 3, mã 4. 1 3 và 4 nha. 1 3 4, bộ này coi size lớn hơn không? Đây. Chị nào lấy thì comment nha, 22kg đổ về. 22kg đổ về giùm em nha. Chị Hà ơi, bộ này mặc vừa này chị Hà. 25kg đổ về, 4 tuổi đổ về nha. Cỡ 4, ủa 5 tuổi đổ về chứ, 25kg đổ về nha. Cỡ 5 tuổi, 3 tuổi tới 5 tuổi mặc được. 3 tuổi tới 5 tuổi mặc được nha. Chứ do mã này là mã mã mấy ta, mã 5, mã 5 nha, mã 5 nè. Mã 5 chị nào lấy thì comment giúp dâu. Mã 5, mã 5, bộ dâu mặc có nha. Bộ dâu mặc vải đẹp lắm nha. Có màu nâu tây và màu đen. Nâu tây và màu đen nha. Bộ dâu mặc là 1 125, bộ vô mặt là 125. Ơi. Để riêng ra ngoài cho mẹ để chiều nướng. Ô Nam ơi, xuống nhận hàng đi anh. Có size 40kg không? Không nha, bộ size 40kg thì đợi dâu lên áo khoác thôi. Từ từ đồ bé em, ô đợi dâu đầu ra vô lên đồ bé trước nha cho mấy chị mua nè, đẹp lắm. Rồi mã này cho dâu là mã 5 nha, mã 5 vô có mã 1 và mã 5. Mã 5 là có size từ 12 cân tới 25 cân nha. Mẫu này là có size từ 15. Mã 3 là màu, mã 3 là màu, em lấy mã 3 hả? Ờ mã 3 là màu xanh, đúng rồi, mã 3 là màu xanh. Mã 3 là màu xanh nha gái nha. Nói chung là sợ chật thôi chứ còn yên tâm là không chật nha. Như là dâu bạn thì dâu hay trừ hao lắm. Về mọi người nếu mà lỡ có rộng á thì để dành cho bé mặc rộng rộng, hoặc là đợi dành vài ba tháng sau mình mặc. Chứ còn không chật đâu nha, em hay trừ hao dữ lắm luôn. Ờ mã 3 là mã thầy ok. Giờ bỏ lộ qua màu nâu tây. Bằng size, hai cái này nó bằng size.
Rồi tiếp nha, ít à, đồ này ít lắm. Đồ bé ít lắm, có dài 3 cọc. Chấm like, share like cho vô mọi người. Trời ơi, bán rẻ vậy mà nãy giờ sao không thấy ai hiện logo tương tác chia sẻ vậy, vô quên nha. Vô quên nha mọi người ơi, ai chia sẻ thì ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nha. Hiện logo người chia sẻ giúp em cái mấy chế. Bộ này nam nữ mặc được nè. Đây, cái bộ 3D này đẹp lắm luôn, bộ 3D này siêu đẹp nè. Như hàng mấy chị mua 160, 150, 160 luôn nha, chứ không phải là hàng 3D mỏng mỏng mà như là mua siêu nhân đồ mọi người hay thấy ngoài chợ á, mỏng mỏng mát mát mỏng mỏng mà mọi người mua 50, 60, không phải loại đó đâu nha. Dày hơn, đẹp hơn mà mát xịn hơn nữa, dày hơn xịn hơn mát hơn nữa luôn, ok chưa? 49 ngàn. Rồi size là size nhỏ, nói chung là size này là size khoảng cỡ tuổi rưỡi 2 tuổi đổ về thôi nha, tuổi rưỡi 2 tuổi đổ về thôi mọi người ơi. Nếu mà nè, nói chung là khoảng cỡ 10 kg tới khoảng 13-14 kg thôi, 10 kg tới khoảng 13-14 kg đổ về là mặc bộ này vừa nha. Cho do mã này là mã vàng đi, mã vàng ha, xinh ghê chưa, trời đất ơi. Mã vàng nha, cỡ khoảng 10 kg, 9-10 kg tới khoảng 13-14 kg thôi mọi người ha. Nói chung là bé khoảng cỡ tuổi rưỡi 2 tuổi đổ về là mặc như vậy, là nhỏ, tuổi rưỡi 2 tuổi đổ về là mặc như vậy thôi mọi người nha. Rồi có một bộ duy nhất à, hàng này hết rồi, có một bộ thôi, chị nào lấy thì comment nha. Bộ vô mặt là 125 á Hồng Phượng ơi, có hai màu nha, màu này với màu nâu tây, màu này với màu nâu tây luôn, nâu tây như vậy nè. Rồi tiếp theo, trời ơi 30 kg đổ về, bộ này 30 kg đổ về nha, đúng một bộ duy nhất mấy chị ơi, bộ này 30 kg đổ về nha, 30 kg đổ về vừa cỡ con dâu á, 30 kg đổ về nha, đẹp chưa má ơi, cái quần xịn luôn á, mà xịn ghê luôn nha mọi người nha. Khoảng 20 cân tới 30 cân mặc rộng rộng thoải mái ok rồi nha. Như là bé 30 cân thì nó khoảng cỡ 8-9 tuổi, 7-8 tuổi gì đó, còn bé mà khoảng cỡ 3-4 tuổi thì nó khoảng cỡ 20-25 kg là mặc ok rồi. 49 ngàn. Chứ giao mã này là mã 6 nha, bao đẹp bền lắm, bao mấy chị giặt hoài luôn không xù nha, xù em tặng luôn không xù, yên tâm hàng cao cấp. Alo, alo, alo ạ. Dạ đúng rồi, sao vậy anh? À chiều hoặc sáng mai giao lại giùm em nha, bây giờ đang bận rồi. Thì shipper đúng không? Mới đặt hồi tối mà bây giờ giao luôn, như bây giờ bên mình gọi thì bây giờ em đâu có nhận hàng được đâu, chiều hoặc là ngày mai được không? À, tại vì bên shop nó cũng không có báo. Không có báo là chính xác ngày nào giao rồi, bây giờ không có nhận hàng được. Em đang bán hàng ở trên lầu mà giờ đâu có chạy xuống dưới mở cửa được đâu. Đang còn livestream đây nè, đâu có chạy ra ngoài nhận hàng được đâu. Sáng mai giao lại giúp em đi anh ơi, sáng hoặc chiều mai được, tại vì ngày mai không có bán ha. À rồi, cảm ơn ha. Rồi mã 6 cho em nhìn, ok mọi người, thiệt logo người chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi, thiệt logo người chia sẻ giúp dâu. Rồi đây tiếp tục, xịn dữ lắm luôn, hết rồi chị Trần ơi, xịn lắm nè, bộ xô mặt đây nè, xô mặt mấy bộ luôn, con của dâu đây nè. Trời ơi, cái chỗ này để như vậy sao lấy đồ ra ta, nó chật dễ sợ chật nè. Ông cũng để lại quá cho đồ ông mặc đây nè, y chang vậy luôn á. Rồi tiếp theo nha, đây mã này cho dâu là mã 7 nha, mã 7 đây, 25 kg đổ về nha mọi người ơi, mã 7 đây, mã 7 25 kg đổ về nha, cỡ khoảng 15 cân tới 25 cân, bé khoảng cỡ 3 tuổi tới khoảng cỡ 5 tuổi nha. Hôm nay đang tìm mua đồ bé này dâu, dạ chị 38 kg không có nha. Rồi mã này chị dâu là mã 7 nha, mã 7 có nào 50 kg không? Không có rồi, 50 kg không có rồi, 50 kg là không có, hên luôn á chị Ngọc Hà ơi, 49 ngàn một bộ, đẹp như hàng chị mua 120 luôn, 80-90 ngàn. Rồi mã 8, 50 kg không có rồi,
Bộ da mặt là đùi, đúng rồi, bộ da mặt là quần đùi lưng 50 bảng tây, 50 bảng thun. Trời ơi, đẹp ghê không? Trời đất ơi, 25, 26 kỷ đổ về nha mấy chị ơi, mã này là mã 8. Đây, 16 cân tới khoảng 25, 26 cân nha, chứ do mã này là mã 8. Có đồ bé gái, bộ bé gái là áo khoác nha, chờ tí dâu lên cho áo khoác xịn lắm, chờ dâu tí nha. Ít là không có nhiều, cả đồ bé trai, đồ bé gái được có mấy chục bộ cái nha mọi người ơi, không có nhiều ha. Xịn lắm luôn chị nè. Quá trời xịn, tem mạc đồ hai lớp không. Kim Nguyên. Kim Nguyên nha. Rồi mã 9. Con nít mặc rộng rộng cho thoải mái. Dạ đúng rồi. Mã này là mã 9 đó, toàn bộ đều là hàng xịn sò nha, gói đồ rất là kỹ luôn mọi chế nha. Rồi 30 kg đổ về nè cả nhà. 30 kg đổ về nha, mọi người tự ước lượng chiều cao và của con mình nha, đã quần dư xăng luôn. 30 cân đổ về nha. Trời ơi. Đẹp quá. 49.000 em nói thiệt luôn á, nhận hàng mai mốt còn kiếm em hỏi đồ bé nữa nè. Cam đoan luôn chứ đồ này 50.000 chắc mua được cái áo thôi à. Nha, sợ áo này cũng không mua được 50.000 luôn, vải đẹp lắm, chị nào mua đồ bé là biết rồi, mã chỉnh cho An Nhiên. Đẹp quá. Nha, đúng nghĩa tặng quà trung thu cho cả nhà luôn á. Đúng nghĩa tặng quà trung thu cho mấy chị luôn, xịn sò luôn. Không có con trai mà mua, đây mã 10, trời ơi, size bự luôn nha, 30 kg đổ về luôn nè. 30 kg đổ về nha, chị nào lấy comment cho mã 10. Mã 10 nha, cỡ khoảng 22 cân tới khoảng 29, 28, 29, 30 cân đổ là mặt đẹp nhất. Rồi mã này dâu là mã 10 nha, cả nhà mã 10 này xinh chưa, nam nữ mặc được nha. Bộ này cái hình này là nam nữ mặc được, 35 kg không có, Trích Minh ơi. Cái hình này là nam nữ mặc được mà cả nhà, hình con chuột này nè. Hình Mickey này là nam nữ mặc được nha. Quần thì là quần ngố, mà quần ngố tới gối là bé nó cũng dễ mặc lắm. Bé nó dễ mặc lắm nha, chứ do mã này là mã 10, mã 10 cho cô Út Hiền. Mã 10 cho cô Út Hiền. Rồi mã 11 nha, mã 11 này là size nhỏ hơn này mã 10 hết rồi Trúc Nhi ơi. Y chang luôn nhưng mà size nhỏ hơn này, màu nâu tay đẹp ha. Rồi, bộ này khoảng cỡ 25 kg đổ về nha. Cỡ 15 cân tới 25 cân. 15 cân tới 25 cân nha, mà được cái quần này nó may form bự á. Cái quần này nó may không có bị ôm cái form mông của bé. Thằng xô nhà dâu là 33 kg mà mặc không bị ôm mông đâu, yên tâm nha. Rồi mã này cho dâu là mã 11. Chị ơi có bộ nào 26 kg đổ lại cho em hai bộ. À, vừa về tới nhà dâu nè. Dạ ok Trúc Nhi nè. Chờ xíu em chạy vô cơ quan coi áo khoác. Ok nha, đồ bé không có nhiều mấy chị ơi. Không có nhiều đâu, vậy chứ gần gần hết rồi đó. Hai bộ mẫu nào chị Trần ơi? Trúc Nhi, mẫu nào cũng được hay làng sao, mã 11 hết. 26 kg nè cho Chi Trần. Ê nhưng mà khách mới là phải cọc cho dâu nha, ok không Chi Trần ơi? Tại vì còn chờ ga nữa, xong là đặt đồ mà khách mới là mua nhiều là phải cọc cho dâu 50.000, 100.000 gì nha Chi Trần. Ok chưa, ok dâu để nè, không là khui luôn, khui cho khách luôn. Ok ông gái, cọc cho dâu đỡ 50 đi gái nha. Nào gửi đơn là dâu trừ trên bill. Rồi 30 kg đổ về nha, cho dâu mã này là mã 12. 12 nha, 30 kg đổ về. Rồi đất ơi, thiệt sự luôn, em chị nào mà bán đồ bé á, cam đoan luôn á, chị nào mà bán đồ bé, nhập đồ bé về á, thiệt sự luôn, vải nó đẹp lắm. Thường thường nhập mẫu này là đủ ri, đủ màu, giống như dâu nè, dâu đang bán đủ màu luôn á, đủ ri, đủ màu luôn á. Cái này mấy chị nhập phải cỡ 65.000 cũng cỡ dâu luôn á, không có rẻ đâu. Em này là em sale tặng cho mấy chị 49.000 luôn á. Nha, 12 cho Trúc Nhi, Trúc Nhi comment đầu tiên nè. 12 cho Trúc Nhi. Chị nào có đồ người lớn chờ dâu xíu xíu nha. Trúc Nhi. Rồi, mã này cho dâu là mã 13, size bự luôn. Rồi 30 kg luôn, 30 kg đổ về luôn mọi người ơi. Nha, 20 cân tới 30 cân mặc đẹp. Yên tâm là cái quần không có bị xít. Yên tâm là thường thường mình mặc đồ á, là áo của bé nhiều khi giống như đồ ngủ của mình á, quần là nó ôm, còn áo thì nó rộng. Nhưng mà đồ của bé nha, nó co giãn dữ lắm luôn á. Cái quần này bé nào 40 kg cũng mặc vừa luôn. Rồi mã 13 cho Ánh Nguyệt nè. Mã 13 là hai mấy 30 kg đổ về. Bé nào mà cao thì có thể là hơn 30 kg một xíu. Anh Nguyệt nè. 49.000. Rồi mã này là mã. Rồi 30 kg đổ về luôn, 30 kg đổ về luôn nha. Mã này cho dâu là mã 14. Đẹp chưa, mã 14 nha, 30 kg đổ về gần hết rồi mấy chị ơi. 49.000 một bộ, 49.000 nguyên bộ luôn. Ai mua áo bé nhà dâu rồi, thứ nhất là áo của bé, thứ hai áo bé trai bé gái luôn, thứ hai nữa là áo nam là biết chất xịn rồi nha. Y như vậy luôn, mà này là nguyên bộ.
14. Chị dâu biết rồi, chị dâu biết là em đợi ga về, tại vì em là nếu mà em đặt hai bộ đồ với lại hôm qua em đặt hai món nữa là 4 món rồi. Của em tổng là 4 món nhưng mà em là khách mới nên là em vui lòng cọc đỡ giùm chị dâu nha. Hai bộ size 27 kg ok nha chị Liên Anh nè. Vui lòng cọc đỡ giùm chị dâu 30 50 gì cũng được nha bé. Chị dâu trừ trên đơn tại vì em là khách mới. Bây giờ đang là mùa dịch. Nên là dâu nếu mà muốn dâu giữ đơn là phải cọc giùm dâu dài chục ngàn nha, rồi size nhỏ đây. Trời ơi, có mấy bộ size nhỏ cưng xỉu luôn á. Nè. Đẹp quá, có mấy bộ size nhỏ cưng quá trời luôn á, cỡ khoảng nè, 1 tuổi đổ về nha mấy chị ơi, nói chung là cỡ khoảng bé nào mà khoảng 7-8 kg tới 10 kg nha, 7-8 kg tới 10 12 kg gì đó đổ về nha. Cưng quá. 7-8 kg tới 10 12 kg là mặc đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nha, 7-8 kg tới 10 11 12 kg đổ về là mặc con này đẹp luôn nè. Mã 15 nha, mã đó mã 15. 15 nha, đồ đẹp mà không có sai con em gì hết trơn. Rồi đây là mã 16 nha. Này em còn mã này em còn hai bộ gì nè. 16 nha, con này cỡ khoảng 25 kg đổ về. Mã 16 nha mấy chị ơi, ủa lộn, 22 kg đổ về, mã này là mã 16. Mã 16 nha. Chị Vy ơi, mã 15 này là bé bao nhiêu kg? Nói chung là khoảng cỡ 1 tuổi rưỡi. Tuổi rưỡi thôi à, tuổi rưỡi 2 tuổi gì đó thôi à chị nha. Chứ 3 4 tuổi thì nó mặc ngắn đó. Cái này bé khoảng cỡ 1 tuổi hơn tuổi thôi à. Nói chung là bộ này là khoảng cỡ bé hơn tuổi thôi. Hơn tuổi là mặc được nha. Con em bao nhiêu ký mà nãy giờ chốt sai lộn dù sộm vậy anh Nhiên? Con em bao nhiêu ký, nãy là mấy bộ kia nó sẽ lớn hơn bộ này nha. Con em bao nhiêu ký vậy anh Nhiên? Thích mặc rộng rộng phải không? Bộ vừa bộ rộng đúng không? Cái này là hai mấy ký á? Kiều Dương, đồ của em chị dâu gửi rồi, gửi xe nha. Bao nhiêu tiền một bộ? Dạ 49 ngàn. 49 ngàn nha. Cái này là hơn 20 kg nè. Con An Nhiên nhiêu kg? Bữa nãy mười mấy kg hả? Ok không bé? Ok chị dâu để nha, không thì dâu xả luôn. À, bé Chi Trần ơi, ok không? Giờ có đồng ý cọc cho dâu không? Cọc xong rồi lựa nha. Chị dâu đồ này dâu đã bán tặng rẻ bèo cho vui rồi. Nhi ơi mẹ nhờ nè, hôm bữa có một cái quần trong cái chỗ hôm qua lấy vô đồ của cô Thảo á đó, cái cọc đó có một cái quần, xem thử rồi lấy ra đây cho mẹ. Cái này có rượu bằng mùa không? Quả này là quả gì đây? À quả này nó chưa chín, cái quả này phải mềm là nó mới chín, nên là để ngoài đừng bỏ tủ lạnh nha. Không 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 cần rửa, để ra nó chín đã. Con được cà trắng hả? Con cà trắng. Cái gì? Cà trắng. Cà trắng á. Đâm mẹ. Ai gửi vậy? Có mẹ riêng. À cái này ngon nè. Mẹ đi ra nhà thuốc mua là hình như là 5 ngàn một bịch nè. Đúng rồi, 5 ngàn một bịch. Trời ơi, đâu cái này thì gửi cho mẹ riêng à. Cho em chưa? Cho em đi. Mẹ ơi. Cái quả cà chả có ngon mùi không? Hả? Chùm chùm có ngon mùi không? Chùm chùm hả? Rửa thôi, rửa sạch thôi con. Còn cà. Không để đó tí là mẹ xuống mẹ bán cho mẹ xuống mẹ làm cho. Ê cái đồ màu vàng đưa mấy bộ đó đây cho mẹ. Bộ màu vàng này đẹp này chị Hà Vy. Hà Vy ơi, bộ này đẹp lắm nè Hà Vy. Không phải như vải 3D mà hay mua ngoài chợ hay thấy đâu nha, không phải cái chất đó đâu nha. 12 kg này chế, mặc đẹp luôn này chế. Đẹp lắm, vải dày lắm luôn, vải dày sình sò luôn, một bộ duy nhất nha, với mã vàng. Mã vàng nha mọi người ơi, 12 kg. Nha, 10 cân tới 12 13 cân. 10 cân tới khoảng 14 cân á. 10 cân tới 14 cân nha, bé tầm độ khoảng 2 tuổi rưỡi đổ về. 2 tuổi rưỡi 3 tuổi đổ về nha. 2 tuổi rưỡi 3 tuổi nha, cỡ khoảng 1 tuổi tới 2 tuổi rưỡi 3 tuổi gì đó là mặc được. Cỡ 10 cân tới 13 14 cân nha. Dạ, con trai 7 tuổi 18 kg. Chờ em coi được còn không chế. Chờ em coi được còn không. Hà Vy nè. Có đầm bé gái nữa nha, mọi người chờ em tìm lên đầm bé gái nha. Đầm bé gái vàng hết rồi. Rồi đây là mã đỏ nha. Trời ơi, vải đẹp giống như hồi được em mua áo lẻ cho bé vậy đó. Bóng xinh ơi, vải đẹp giống như em mua áo xung cho chồng á. Rồi cho do mã này là mã đỏ nha, 15 kg đổ về. Hello Châu Ngân, 15 cân đổ về nha. Chị nào lấy cho do mã này là mã đỏ, 15 cân đổ về một bộ thôi. Dạ 49 ngàn một bộ chị ơi, em bán tặng trung thu cho mấy bé nè. 49 ngàn một bộ quần ngố nha. Bình thường các chị đi ra mua là quần dài thì nó đắt tiền rồi, trăm mấy bộ đúng không? Quần đùi không mà, còn quần ngố này bé nó dễ mặc, đi học đồ. Với lại cái độ tuổi mà khoảng 1-2 tuổi nó đi nhiều khi nó còn
chạy đồ là nó dễ bị té. Mấy cái này là nó qua gối, qua gối luôn là nó cũng ấy hơn ha. Yên tâm nha, quần đẹp luôn, chứ do mã này là mã đỏ. Chị chỉ cách em gửi cọc đi, em mua cái cạc điện thoại Mobi 50.000, em chụp gửi qua cho chị là được. Mua cái cạc điện thoại Mobi 50.000, chụp gửi qua tin nhắn cho chị dâu là được nha. Em có nhắn tin cho dâu mà, giờ em mua cạc Mobi 50.000 em nhắn qua là được rồi. Đỏ cho Du Phạm. Ủa? À đúng rồi, đỏ cho Du Phạm nè. Rồi cái này size nhỏ nha, cái này con chị mà nè. Cái này khoảng cỡ 1 tuổi thôi, bé 1 tuổi đổ về thôi nha mấy chế nha, khoảng cỡ 11, 12. Vừa ông ta con chị Hà Vy hả, 12. Thôi đi cho mặc rộng rộng đi à, nói chung là khoảng cỡ trên dưới 10 kg nha, trên dưới 10 kg. Trên dưới 10 kg nha, em chắc hết hàng đó mấy chế, con có vài bộ à. 26 cân hả? 26 cân. Để coi còn bộ nào 26 cân. Để khui hết đã. Rồi, mã này cho dâu là mã 25 cân đổ về nha, 25 cân đổ về đẹp chưa nè. Rồi mã này cho dâu là mã 17. Mã 17 nha, 25 cân đổ về, vải đẹp quá. Mã 17 nha, 25 cân đổ về mấy chị ơi, 25 cân. 25 cân mà như là khoảng cỡ 4 5 tuổi nha, 5 tuổi mặc bộ này được rồi. 25 cân là phải 5 tuổi nha, chứ 25 cân mà 2 tuổi là nó ú lắm, không mặc vừa. 25 cân là khoảng cỡ 5 tuổi nha. Nói chung là 3 tuổi tới 5 tuổi, chứ 25 cân mà 2 tuổi là mặc bộ này là nó chật đó. Rồi mã 17 nha, mã 17 cho An Nhiên. 49.000 nha, 49.000 cả nhà ơi, 49.000. 49.000 nha. Bữa nay dâu tặng quà Trung thu cho mấy chị hết, hay là dâu sẽ like nguyên ngày nay. Like nguyên ngày nay rồi dâu nghỉ. Rồi mã này là 20 kg đổ về nha, 20 kg đổ về. 20 kg nha, cỡ khoảng 13 14 cân tới khoảng 20 cân nha, tùy chiều cao của bé. Giống như là bé nào mà 2 tuổi thì nó mặc hơi rộng, bé nào khoảng cỡ 3 tuổi nha. 2 tuổi rưỡi tới khoảng 4 tuổi rưỡi thì mặc vừa bộ này. Cỡ khoảng 2 tuổi rưỡi tới 3 tuổi rưỡi, ủa lộn, khoảng cỡ gần 3 tuổi tới gần 5 tuổi thì mặc được nha. Áo dâu, bộ dâu là áo dâu là bộ nha. Chị lấy bộ này hả? Bộ này con chị bao nhiêu ký vậy? Bộ của dâu là bộ nha mọi người ơi, Châu Ngân nè. Của dâu là bộ nha mọi người, chờ tí đồ bé gái có luôn á, tại vì em đang like lẹ đồ bé trai. Như thấy cái quần chứ con. Rồi mã này cho dâu là mã nâu nha, mã nâu tây nè, nâu tây cỡ 18 cân đổ về. Nâu tây nha, nâu tây. 18 cân đổ về nha, 12 cân đổ lên, 12 cân đổ lên, 18 cân đổ về. 10 không có đồ bé gái có nha, Hân Hồ có nha, chờ dâu tí. 12 cân đổ lên, 17 18 cân đổ về nha. Dao động trong độ tuổi bé khoảng cỡ 2 tuổi tới 4 tuổi thôi. 2 tuổi tới 4 tuổi nha, bé 7 tuổi 18 cân mặc đồ này là nó ngắn chị. Bé 7 tuổi 18 cân mặc đồ này vừa nhưng mà nó ngắn nha. Nên là từ 12 cân tới 17 cân, dao động trong độ tuổi 2 tuổi tới 4 tuổi thì mọi người lấy cho con. Ok chưa? 20 kg đổ về nha. Bộ 2 tuổi tới 4 tuổi 20 kg đổ về thì mọi người lấy cái này nha. Rồi cho dao mã này là mã nu nha. Mã nu, chị nào lấy nu chốt nu. Em like bộ cho xong đã mấy chứ, còn có 3-4 bộ em like xong luôn rồi em lên đồ bé gái cho. Rồi mã này cho dâu là mã 5. Mã 5 nha, mã 5 nè, cũng 20kg đổ về luôn. Mã 5 nha, trời đất ơi, nó đẹp thôi rồi, 49.000 một bộ. 49.000 một bộ nha, mã này là mã 5, 12 cân tới 20 cân đổ về. 2 tuổi tới 4 tuổi nha. Dâu có đọc số size, số kg rõ ràng rồi mấy chế nha. Chữ 18kg mà 6-7 tuổi là mọi người mặc ngắn không vừa nha, bắt buộc là khoảng cỡ 4 tuổi thôi. Rồi mã này cho dâu là mã 5 cho bé Du Phạm luôn nè. Size lớn hết rồi, size lớn hết sạch rồi. Size lớn người ta ôm hết rồi. Còn mấy bộ thôi em like luôn, để trong túi bạc sực sò luôn nha. Ok em nha, mã 5 hết rồi Anna ơi. Dạ ok chị Lê Hải nha. Rồi mã này cho dâu, trời ơi chị Hà Vy em, bộ này đẹp này Hà Vy, 12kg này bé Bùi Diễm đâu rồi. Rồi 15-16kg đổ về nha cả nhà ơi. 10kg đổ lên, 15-16 cân đổ về mặt đẹp luôn á. Cỡ khoảng bé, khoảng cỡ tuổi rưỡi tới khoảng 3 tuổi nha. Tuổi rưỡi tới khoảng 3 tuổi là mặt đẹp luôn. Mã 6, tuổi rưỡi tới 3 tuổi là mặt đẹp luôn nha. Mã 6 dùm dâu, đẹp quá. 1 tuổi rưỡi tới 3 tuổi là bé mặt vừa nha. Chứ 4 tuổi là mặt nó ngắn, 3 tuổi là mặt đẹp luôn nha. 3 tuổi đổ về, 1 tuổi rưỡi đổ lên, 3 tuổi đổ về tầm khoảng 10kg như là bé. 3 tuổi thì 10kg nó mặc ok nè. 15-16 cân gì cũng được nha. Mã 6 cho Du Phạm nè. Mã 6 cho Du Phạm nè. Còn dài bộ thôi.
Rồi đây là mã 7 nha, cũng size vậy luôn, màu đẹp quá. Mã 7 nha cả nhà ơi, mã 7 giùm em nha, 20kg đổ về. Mã 7 nha, 20kg đổ về, mã 7 đẹp chưa? Mã 7 nha, 20kg đổ về ha. 12 cân đổ lên, 20 cân đổ về cho mã này là mã 7. Mã 7 nâu tay. Cái mấy cái màu này nó lâu cũ lắm, tại con nhà vô cũng mặc. Mã 7 nha, chị nào lấy cho mã 7 cho Châu Ngân. Cái gì? Anh béo kia anh lộn xộn cái gì? Rồi còn một bộ cuối cùng size bự nè. Con ta. Cho chị ủa cho ai quên rồi ta. Ủa chị Uyên ơi, chị lấy mã này không chị Uyên ơi? Con chị vừa nè, 7 tuổi là nó phải mặc rộng như vậy, nhưng mà nó chiều dài nha. 7 tuổi ta 18 cân thì nó ốm, nhưng mà 7 tuổi là nó cao rồi. 7 tuổi là con dâu 6 tuổi rồi. Con chị 7 tuổi là nó phải mặc chiều này nè, nhưng mà nó hơi rộng. Thì cũng rộng mà ăn chay, nó mặc rộng rộng vậy thôi, nhưng mà nó vừa nha. Ok chị nè. Thằng bố sao nó bảo thằng bố sao? Mà ơi, quái bắt mất thằng bố tôi rồi. À, yêu quái bắt mất thằng bố rồi. Trời ơi, áo này thì tôi quá xuất sắc luôn. Hết mất tiêu, áo này là quá xuất sắc luôn nha. Chị nào đã mua hàng cô tông bé hai da thì đúng thật sự luôn là rẻ chưa? Cô tông bé hai da nha, sực sờ luôn. Chị nào lấy thì comment đi, giao con này khoảng cỡ 27kg đổ về nha, 30kg đổ về tùy chiều cao. Ok chưa? Nó chuẩn size luôn, số 10. Ok, là hàng này là chuẩn size này, số 10. Số 10 con này số 10 luôn. Số 10 nha, chị nào mà hay cho con mặc số 10, mùa này là mặc áo này được chưa cả nhà? Mùa này là mặc áo này hợp lý rồi đúng không? Mùa này đã mặc những mã như vậy là xuất sắc rồi. Cô tông hai da xịn như hàng đồ set bộ, đồ thể thao mà vô bán cho mọi người nha. Gần 300 một set á. Xịn chưa? Áo này rồi để cho mọi người 59.000. 59.000 luôn, tặng trung thu cho mấy chị luôn. Còn một vàng, một trắng. Một vàng, một trắng nha, để chị hai cái luôn hả chị? Yên tâm, hàng như hàng chị mua 120 á. Yên tâm, hàng như chị mua 120, 160 nha chị nha. Là chị lấy hai cái này đúng không? Để chị hai cái luôn đúng không chế? Hai cái đó, dạ ok chị. Ok. Rồi lên áo bé nha. À đầm bé gái, đây đầm bé gái đây. Đầm bé gái nói cho mọi người nghe nha, đầm bé gái này á, hàng này là hàng nội địa. Mấy chị mà coi like á, ít khi thấy hàng này lắm, vì hàng như hàng này là hàng của dâu Nhật, là hàng nội địa nha. Còn hàng cũng là hàng Quảng Châu, nhưng mà nó có nhiều hàng như là hàng công ty mà người ta sản xuất, hàng bình dân á để tuồn về đây nó khác, còn hàng nội địa là người ta chuyên bán bên đó là nó khác. Khi nào mà người ta lẻ màu lẻ size hoặc là người ta bán qua mẫu rồi người ta mới tuồn ra, còn bình thường là nó chỉ bán ở bên đó thôi mọi người nha. Đẹp chưa? Những cái đầm này em đi mua cho con gái vô là toàn hơn 200 một bộ đó nha, hơn 200 một bộ, em bán cho mấy chị 100 luôn, nhập vô là 145.000 nội gian đèn tắt luôn á. Em nhập đầm bé cao cấp vô này là 140 tới 145.000 nội gian đèn tắt luôn. Rồi bây giờ bạn cho mấy chị bộ này xinh lắm nha, một đầm 101, đầm 101 nha, size 30kg không có. Bộ này khoảng cỡ size 25kg đổ về, 25kg đổ về nha, cỡ bé 6 tuổi đổ về luôn, vì đầm dạng đầm baby doll, 6 tuổi đổ về mặc ok nha cả nhà. 5 tuổi đổ về mặc đẹp nhất nha, 5 tuổi đổ về mặc đẹp nhất. Số 10, ủa 6 tuổi đổ về mặc đẹp nha, số 11 á. Số 11 nha, 6, 7 tuổi đổ về mặc đẹp nhất nha, 25, 26 cân đổ về. 101 nha, bao hàng xịn sò luôn. Bao hàng xịn nha, chị nào lấy thì comment đi, giao mã này là mã 1 nè. Mã 1 nha, mã đầm bé, hàng nội địa nha, hàng nội địa. Hàng thương hiệu hẳn hoi. Mã đó là mã 1. Đẹp kiểu luôn nè. Trời ơi, Châu Ngân ơi, đẹp lắm. Màu này rất là tây luôn, mã này là mã 2. Đồng giá 101 nha, size cũng khoảng cỡ 2 mấy ký đổ về thôi mấy chị ơi. Nha, 22, 23 ký đổ về thôi. 25kg đổ về nha, chị nào lấy này đẹp chưa? Đẹp lắm, y như hàng, đi mua 200 mỹ đi trang vậy luôn. Nha, vải á. Yên tâm nha, bé thì mặc mấy cái đầm dạng baby doll này thì nó dễ thương rồi. Để đi chơi nè, đi tiệc nè, hoặc là đi như là đi học đồ đó, mặc rất là dễ thương luôn. Mã 2 cho anh B. Nhận hàng coi nó đẹp sao nha anh B ơi. 110.000. 35kg không? Dạ không có chị, 35kg không có nha. Rồi mã này cái dâu là mã 3 nè, đẹp chưa, khui cái nào ra cái đó là nhức nách luôn á. Khoảng 12-14kg có size không o? 12-14kg có size. Bé gái hả, bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi Nguyệt ơi? Khoảng cỡ
3 tuổi đổ lên là mặc được bộ này nha nè. 3 tuổi tới 5 tuổi, con này là khoảng 3 tuổi tới 5 tuổi. Ủa 2 tuổi tới khoảng 5 tuổi. Da con này khoảng cỡ mười mấy ký thôi nha mọi người ơi, 16 ký, 17 ký đổ về thôi. 16. Ủa mã 1 lộn, sorry, tự nhiên một chút mã 2 cơ, sao bữa nay nhìn lộn không vậy ta? Mã 1 em bé nó lấy mã 1 mà chốt qua mã 2 luôn mới ghê chứ. Rồi con này là mã 3 nha, mã 3, mã 3. Em một bộ nâu tây vô mặt ngay, một bộ nâu tây vô mặt. Vậy là chắc hết rồi quá, còn bộ cuối cùng luôn. Dày lắm luôn Phụng ơi nè, cho coi nè. Dày lắm. 125.000 nhức nách luôn nha. 125.000 đẹp chưa, nâu tây vô mặt đây. Còn một bộ đen cuối cùng luôn hay sao á. Để vô coi lại, còn một hoặc hai bộ là hết rồi. 125.000 thôi. Bộ vô mặt. Bộ vest thì chờ em tí em lên nha, đồ vest thì chờ em tí xíu. Bộ vô mặt còn hai đen một nâu nha, bộ vô mặt còn hai đen một nâu. Em lấy mã 2 luôn, rồi mã 2 luôn. Rồi mã 3 nha, mã 3 thì khoảng cỡ bé 3 4 tuổi đổ về thôi mấy chị ơi. 3 4 tuổi thôi nha, chị nào lấy thì comment nha, 101 đẹp lắm nha. Màu cũng xinh luôn phối. Nói chung là rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Ai lấy thì comment cho dâu ha, 101. Hết rồi. Còn có một cái này với một cái này nữa là hết nè. Là hết sạch đầm mẹ nha, em lên áo khoác bé. Đây, trời ơi là trời ơi. Cái này size lớn luôn này, dứt luôn không? Anh bé đẹp lắm. Như dâu là dâu đã đi mua 200 mấy rồi, hàng nội địa mà. Hàng nội địa nha, vải đẹp lắm luôn. Bây giờ bé những cái màu này nó nhu nữa. Chị, mà, mọi người thấy không? Thường thường á mình hay mặc đồ Việt, đồ này kia hoặc là đồ Quảng Châu, mà đồ Quảng Châu như là hàng Quảng Châu mà hàng bình thường thôi á. Thì mình thấy nó có hai màu xanh đỏ tím vàng rồi các thứ màu nổi. Còn những cái màu mà hàng sang sang, hàng nội địa này á, mọi người thấy như là con của những người người ta có điều kiện đó, người ta đâu có mặc màu mè sặc sỡ đâu. Người ta mặc những tông mà nó nhu 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 nhu. Hàng đồ nội địa thì khỏi phải bàn luôn, đúng rồi. Những tông màu nó rất là nhu nha, nhìn nó nữ tính, nhìn nó thùy mị lắm. Chứ nó không có màu sặc sỡ đồ cam đào, cam đất rồi các thứ đâu nha. Hàng nội địa cao cấp ở bên đó nó bán gần cả triệu một cái, 300-400 ngàn trở lên là bình thường luôn. Mấy chị nha. Nè, cái chất vải nó mát lắm luôn á, những nên là trong cái lô nội địa xịn sò nó không có cái nào màu đậm hết trơn, nó chỉ có những tông màu nhu nhu thôi, vàng lợt, vàng mù tạt nè, hoặc là hồng nu, rồi nói chung là những màu rất là nhu nhã nhặn giống như vậy nè. Ok chưa? Rồi mã này cho dâu là mã 4 nha, mã 4 là em hết đồ bé nha, mã cuối cùng là hết đồ bé luôn. Mã này là mã cuối cùng nha, hết đồ bé, hết đầm bé, đi lên áo khoác. Lên áo khoác nha. Khoác. Khoác này khoác nha, khoác bé nha, cũng có ít à. Cũng có ít thôi để em lên luôn. Rồi khoác bé nha. Rồi, khoác bé hàng hai lớp, yên tâm là xịn sò bán cho mấy chế 5 lộn bán cho cả nhà 69.000. Như hàng mấy chị đi mua hàng 160 như nào, con này nó như vậy cam đoan luôn ha. Bắt buộc các chị phải mua hàng trên 100.000, vì sao? Vì hàng nó là hàng hai lớp. Thứ nhất là hai lớp dày dặn, thứ ba nữa là form nó rộng rãi thoải mái. Với lại là nè, nó có túi hai bên nữa nè. Hai bên nó có túi nha, vải nó đẹp nữa nha, 69.000. Rẻ chưa? Bán tặng cho mấy chế. Xịn, rất rất là xịn, yên tâm giùm em nha. Nè, con này là dâu có size M, size M thì tầm khoảng bé cỡ 25-30 ký nha cả nhà nha. Bé khoảng cỡ 25 cân tới 35 cân đó. Bé là 25 cân tới 35 cân nha, đồ bé gái. Size M cỡ khoảng 25 cân tới 35 cân, tùy chiều cao và tùy độ tuổi nha. Tùy độ tuổi, ví dụ giống như là bé 25 ký, nó 6-7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi nó mặc được. Nhưng mà 25 ký mà khoảng cỡ 3 tuổi là nó mặc thì nó bị dài, nó vừa chiều ngang nhưng mà nó bị dài cái chiều dài. Ok chưa? Cái này thì cỡ bé khoảng cỡ 5 tuổi tới 10 tuổi nha. 5 tuổi tới 10 tuổi ok, 5 tuổi vẫn hơi rộng, hơi dài một tí á. Bé 6 tuổi là mặc đẹp nhất nha, 6 tuổi tới khoảng cỡ 10 tuổi. 6 tuổi tới 10 tuổi là mặc ok luôn mấy chị nha. 25 cân tới 30 cân nha, dâu mã này là mã 1, mã 1 nha. Hình con chuột này, màu này là màu áo khoác bé trai không có nha, áo khoác bé trai chưa đâu mọi người ơi. Mấy shop nó đang còn kêu dâu bốc hàng nhưng mà Hồ Chí Minh chưa đi đứng được đâu hết á. Mã 1 giùm em nha. Mã 1 nha, bao xịn sò. Lệ Trinh lấy nè. Sáu chín ngàn áo khoác bé đồng giá 69.000 cho dâu nha. Mã này là mã 2, chuột theo nha, mã 2 cho dâu.
Mã 2 yên tâm là xịn lắm luôn, mã 2 chuột theo nha. Size này cũng nói chung là size 30 tới 35 kg nha mọi người ơi. 30 tới 40 kg á. Nè, dâu là 47 kg nên dâu mặc cho mọi người nha. Nhưng mà đồ bé thì nó mặc cho nó mặc rộng rộng, nói chung là bé nào trên 30 kg hãy lấy mã này ha. Màu đẹp ghê luôn mà nó dày lắm. Nón bự luôn, nón bự nha, nón bự luôn mấy chị ơi. Đó, vô mà mặc vô là mình chỉ bị ngắn tay thôi. Mình mà mặc là mình bị ngắn tay thôi, cái con chiều này là vừa thấy chưa? Vừa nha, đây là bé khoảng cỡ 45 kg đổ về ok luôn. Nó không bị ngắn tay, còn như mình mặc là vừa nhưng mà bị ngắn tay nha. Bao form đẹp nha, đầm 22 kg dạ chị cho em tí rồi mã 2 cho dâu nha, size bự á. Trên 30 kg giùm em nha. Ủa, trên 35 kg. Khoác mã 2, khoác cam nãy còn em lấy. Đây nha, mã này là mã 2 cho dâu nha cả nhà ơi. Đó. Hình thêu luôn nha, phía sau cũng là hình thêu luôn. Đâu mà bạn hàng thêu mà 69.000 trời. Đẹp hàng hai lớp dày nữa chứ. Dày lắm, bé đi mưa đi nắng vô gì là ok hết nha. Đi mưa đi nắng gì ok hết nha. Cỡ 35 cân tới 45 cân ha. 35 cân tới 45 cân là vừa cái này nha mọi người. 35 cân tới 45 cân là vừa cái này. Mã 2 nha, mã 2 là 35 cân tới 45 cân. Đầm đây nè chị. Em còn có hai đầm mà, đầm bé em còn có hai cái à. Đầm bé em còn có hai cái thôi mà con này 22 kg mà bao nhiêu tuổi chị? 22 kg mà bao nhiêu tuổi chị ơi? Chị Thiết ơi, 110.000 nha. Em còn có hai cái là 110.000 mã 1. Con này là mã 2. 22 kg mà cao bao nhiêu tuổi nữa chị? 22 kg mà 6 7 tuổi thì mặc con này nè. Nha, 22 kg mà 5 6 tuổi là chị phải mặc qua con này nè. Nha. 4 tuổi. Đây 4 tuổi. 4 tuổi thì mặc con này thì nó hơi dài. Nó dài rồi, con đã mặc không được. Con nó mặc không được đâu, 4 tuổi mặc con này thôi. 22 kg 4 tuổi mặc con này thôi chị ơi. Nha, chứ vô mã vàng đi có một cái à. Khoác cam lúc nãy em lấy là mã này nè. Khoác cam lại gì dâu lai đúng không? Justin Hoàng. Rồi. Ai thấy dâu bấm GG cho dâu một cái đi, đồ bé gần hết rồi. Đồ bé gần hết rồi em qua cái khác liền, em qua đồ người lớn. Sale đồ người lớn cho cả nhà. Bút đâu ta? Sáu chín ngàn đây nè. Ủa cái này là của cái nào nó còn sót đây ta? Rồi màu đẹp luôn, màu này là màu vàng vàng lợt lợt, size bự luôn á mấy chị ơi. Size nói chung là size 35 tới 45 kg nha, 35 tới khoảng cỡ 50 kg đổ về luôn á. Không có áo nhỏ hả? Dạ áo nhỏ chưa khui, không biết có nhỏ không chị. Áo này cũng không có áo nhỏ đâu, áo bự không à. Áo bự không à. Nha, chị nào có con khoảng cỡ 50 kg đổ về lấy con này nha, 35 cân tới khoảng 45 47 50 cân đổ về là vừa. Tại vì dâu 47 kg mà dâu còn mặc vừa mà, nhưng mà mình có ngực, bé thì nó không có ngực. Bé thì nó không có ngực nha. Đây chị nào lấy thì comment. Ôi đẹp quá à nè. Họ thêu nha, hình Mickey thêu. Hình Mickey thêu giùm em nha, hình Mickey thêu luôn. Rồi mã này cho dâu là mã 3. Con này là mã 3 nha cả nhà, mã 3. Mã 3 nè. Đây đầm vàng nhẹ dạ, con này là mã 4. Mã 4 thì size 25 kg đổ về. Mã 4 nha, 25 26 kg đổ về mọi người ơi. Mã 4 nha, size 25 26 kg đổ về nè. Màu đẹp chưa? Màu đẹp ha. Mã 4 nha, 69.000, 25 26 cân đổ về. 25 26 cân đổ về nha, mã này giao là mã 4, mã 4 giùm em. Mã 4, mã 4. Khoác bé mã 4. Mã 4 rồi, con này là mã 5 nha. Size nhỏ nhất là size S á. Size S nhỏ nhất nó cũng khoảng trên dưới 20 kg rồi mọi người ơi, trên dưới 20 kg rồi. Nha, size S là trên dưới 20 kg, size M là trên dưới 30 kg, size L là trên dưới 35 40 kg luôn. Rồi mã này là size S á nha, 25 kg đổ về. Nha mọi người nha, 25 kg đổ về cỡ khoảng 17 18 cân tới 25 cân tùy chiều cao á. Như là bé 7 8 tuổi thì mà 17 18 kg, 15 kg là nó mặc được rồi. Rồi cho mã này là mã 4 nha, mã 4 nè. Còn ít lắm. Mã 4 nha, còn một con màu hồng hoa cúc thêu, size nhỏ nè. Mã 4 nha, con này 20 kg đổ về thôi à. Con này 25 kg đổ về nha, 25 kg luôn. Size S nha. Dưới 25 cân là mặc size S cho dâu nha, 25 cân đổ về mặc size S. Rồi mã này cho dâu là mã hồng, mã hồng ha, mã hồng hoa cúc thêu. Mã hồng là hoa cúc thêu. Đây nè. Có bộ bé
áo bé 40 kg đấy nè, áo bé gái nha, áo bé gái 40 kg coi nha Thúy. Rồi mã này chị giao là mã xanh, hình mèo theo luôn mã xanh. Có nào tầm 30 kg có mà, bé Loan ơi, nãy giờ 30 kg có mà, con em mấy tuổi vậy? 30 kg con em mấy tuổi vậy? Lấy màu này cho bé mặc đẹp nè bé Loan. 30 kg cho mặc màu này nè, màu xanh đẹp nè. Size M á, 30 kg bé mặc size M nha, màu xanh nha, hình thêu á. Hình màu xanh ngọc, màu ngọc nha. 30 kg 69.000 đẹp lắm. Nó còn lẻ màu, còn có vài cái lẻ hết rồi. Size M bé trai không? Không có nha. Áo này là áo bé gái. Áo này là áo bé gái mà. Xanh cho hân hồ. Đi lên đi xuống mang cái đống đồ xuống cho mẹ nha. Rót miếng nước cho mẹ luôn. 5 tuổi chị ơi. Ừ, 5 tuổi áo này áo size bự mà. Rồi con này là mã 6 cho dâu nha. Mã 6 nè. Ồ, đẹp quá. Mã 6 nha. Lấy em cái xanh hết rồi. Mã 6 giùm dâu nha. Màu vàng hoặc đỏ đi gì ơi, bé da đen. Không có vàng nha, chỉ còn màu cam là còn đúng 4 tải, 5 tải là hết rồi. Đây nè. Ờ, vàng hoặc đỏ. Bao nhiêu ký vậy? Bé bao nhiêu ký đây? 40 ký hả? 40 ký thì chỉ có mẫu này thôi. 40 ký là chỉ có màu cam thôi à, còn có 1 cái thôi là hết rồi. Cho mày coi đi. Đây lấy màu này nè, đẹp nè bé Thúy. Thúy ơi lấy màu này đẹp nè, 40 kg đúng không? Con bé 40 kg hả? Một là màu vàng. Hai là màu cam nè, màu này đẹp hơn, mặt hơn, đẹp hơn màu cam luôn. Không nha, 40 kg không có bé trai. Áo khoác 15 16 kg không có, đồ người lớn gần xong rồi, còn 3 4 cái áo bé thôi là vô qua đồ người lớn liền. Còn 3 cái đồ bé là qua đồ đẹp lắm luôn, 69.000. Hả? Bỏ chung vô của mà cứ mang xuống đó. Cứ mang xuống đó nha, size của bé trên 40 kg là có mã này nè. Nha. Tìm hai cái hai màu, hai cái màu đây nè, có như vậy là hết rồi đó, không còn nữa nha, ok không? Dạ đơn bên Linh Đinh, dạ chị Đinh Huệ ơi chưa đi được nha. Chưa đi được, người ta hẹn em ngày hôm qua qua lấy cũng không thể qua lấy hàng, hẹn hôm nay qua lấy cũng không thể qua lấy hàng luôn. Em đang bực bội luôn á. Bực dễ sợ bực luôn, ở bên giao hàng nó cứ hẹn riết mà chưa lấy qua. Ok Thủy nha. Rồi, màu hồng nha cả nhà ơi, màu hồng ha, màu hồng đây. Trời ơi là trời, ta nói là nó đẹp. Đẹp lắm luôn. 5 tuổi 30 kg. Chắc cũng tròn tròn cỡ con nhà dâu á. Trời ơi là trời đẹp quá. À. Để về xô chầm thử xô coi nó nhiều không. Xô ơi. Mẹ nhờ cái. Cái này 27 kg đổ về mặt đẹp nè, 30 kg. Xô nhà dâu nó 33 kg, chất đẹp nha, chất ok nha. Chất đẹp chứ. Xô nhà dâu nó 33 kg, nó mặc hơi vừa luôn á, chồng vừa. Nhưng mà do con đàn ông thì nó cái vai nó bự, nó bụng bự, vai bự nữa. Nên là cái này bé nào khoảng cỡ 30 kg đổ về mặc ok á nha, 28 cân. Nếu mà muốn rộng rộng thì 28 cân. Theo nha, chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng cho dâu nha, 28 kg đổ về. 20 kg đổ lên, 28, 29 cân đổ về mặt đẹp nè. Rồi dâu còn hồng. Cái này là cam. Cam nha, size bằng nhau luôn á, size bằng nhau luôn. Hồng cam rồi mã này chị dâu là mã 1. Đây là mã 1 nha, hồng 1. Có áo màu tím này con em mặc đẹp này bé Loan ơi, vừa này bé Loan. Đây tím nha, chị nào lấy tím chốt mã tím. Tím. Rồi có vàng nữa. Tím vàng. Với lại cái cam này là hết nha, cái cam này là một cái cuối cùng. Rồi trời ơi, hình thêu luôn mấy chị ơi. Theo luôn nha, chứ do mã này là mã cam 2 nha, chứ do con này là cam 2 là hết đồ bé. 30 kg đổ về nha. Cam 2 chị nào lấy thì comment nha, dày lắm, có túi nha, hai túi hai bên.
tuổi sâu luôn, hai tuổi hai bên. Xong là mà cái này nó lót đã quá, lót lót dày như là u mì luôn á, lót dày lắm luôn á. Bé mặc đi nắng hoặc là đi gió gì đó ok nha. Áo bé em còn có 5-6 cái đó, em lên đồ người lớn nha mấy chị ơi, lên đồ người lớn nha. Chấm cho dâu một cái, chấm cho dâu một cái. Bạn vừa em lại đây, size M á, size M là trên dưới 30kg á. Con chị dâu 33kg là mặc vừa khít luôn, 33kg. Con em 30kg thì mặc rộng hơn, ok. Rồi, ai thấy dâu chậm GG tương tác cho dâu một cái đi mọi người ơi. Chậm GG tương tác rồi chuẩn bị lên đồ người lớn nha, banh nóc luôn. Chuẩn bị lên đồ người lớn banh nóc luôn. Đây nữa, cái mã này chị nào mà chưa mua cái mã này, em nói thật luôn, nhà em hôm qua hàng về là dâu khui, dâu chân luôn. Thơm nứt luôn mà. Châu Ngân ơi, mua thử một cái đi Châu Ngân. Em bán mà 49 ngàn đâu có lừa đảo mọi người làm gì đâu, 49 ngàn. Là bán cho mấy chị coi thử là nó cái mùi nó làm cho cái phòng mình nó mát mẻ, thơm hương hoa, thích cực. 49 ngàn, hũ này là bằng thủy tinh luôn. Nó có những cái cây này để nó ngậm tinh dầu lên đây, nó ngậm tinh dầu xong là nó tỏa hương ra. Mà như nhất là những chị nào á trong phòng mình xài máy lạnh á thì mình nên để. Tại vì mùa lạnh lạnh thì không sao, nhưng mà mùa nóng á, vô mùa giống như bây giờ là miền Tây đồ mình thì nó vẫn nóng đúng không? Miền Nam mình nó vẫn còn nóng á, tại vì ban ngày ánh nắng mặt trời nó cũng nhiều á. Nên là mình xài máy lạnh xong là buổi trưa nắng nóng là bắt đầu là khi mà mình không xài máy lạnh làm mình cảm thấy là mùi nó hơi ngột một tí. Nha, xài cái mùi này nó làm cho phòng mình nó mát liền nè. Nó là mùi hoa nha, mùi hương hoa như hoa nhài, hoa ngọc lan á. Chị nào xài không phải là mùi tinh dầu đâu nha. Nó là tinh dầu nhưng mà nó không mùi tinh dầu, nó không mùi nồng như tinh dầu mà nó mùi như nước hoa, nước hoa gu xì hoa. Mọi người xài như là gu xì hoa hoặc là những cái tông mùi nước hoa mà nó ngọt á, nó ngọt hương hoa á. Đó, cái mùi nó mát như vậy luôn. Mùi nó như vậy luôn nha, 49 ngàn. Một hũ nó có 5 cái cây để mình, nói chung là mình trang trí vậy nè, để vậy thôi. 49 ngàn nha. 49 ngàn nha mấy chị ơi. 49 ngàn nha. Khi nào mà nó bay hơi hết cái này cũng lâu lắm luôn á. Một chai này đầy nè. 49 ngàn nha, bán này 49 ngàn. Đó, vừa thơm phòng mà vừa để giống như đồ trang trí gì đó. Xịn sò luôn, cái màu đó nhìn cũng sang nữa nha, 49 ngàn. Ai lấy thì comment vô ha. Em hai hũ ok Trương Phụng nè, ok Trương Phụng hai hũ. Nhi ơi cho mẹ miếng nước Nhi ơi. Rồi lên đồ là người lớn nha, chuẩn bị sale banh nóc cho mấy chế nè. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ giùm dâu nha, hiện logo người chia sẻ cho dâu một cái. Hiện logo người chia sẻ cho dâu một cái nha. Bộ dâu đang mặc còn hai đen một nâu tây. Bộ dâu đang mặc là còn hai đen một nâu tây, chị nào lấy thì comment ha. Cho em một hũ ok, quản viên một hũ nè. Đây, đầm để mặc đi. Đây nha. À, đây là cái hũ đựng giấy. Cái hũ gấu vô xài, cái hũ gấu chắc là vô để vô xài. Chị nó ưng thì vô đổi qua hũ gấu cho, đây là hũ heo nha. Rồi, bán tặng cho mấy chị hũ này 69 ngàn. 69 ngàn nha, 69 ngàn dùm dâu, đây là hũ đựng giấy. Mua cái máy in đơn cho đỡ vất đi gì ạ? À? Ờ, chắc phải vậy đó. Nha, dâu còn có một hũ hết rồi, cái này là hũ đựng giấy. Hình chú heo hồng nha, heo hồng. Để mua để ở bàn ăn này hoặc là bàn học á, bàn học cho con á. Rồi nói chung là rất là xinh luôn mà bền lắm, dày nữa, bền lắm luôn. Bự nha, để được một cuộn giấy là dư sức luôn á. Chị nào lấy dâu mã này là mã heo hồng ha, heo hồng 49 ngàn. Ủa 69 ngàn heo hồng. Rồi cái này là em có cái này. Cái này là cái treo còn có mấy cái thôi, còn có 3 cái thôi. Em còn có 3 cái, 3 màu à. Chị nào lấy thì comment nha. Đây là màu xanh, gọi là màu xanh nha. Đây là màu xám, với lại màu này là màu cam. Cái này là mình có thể mình để đũa muỗng, hoặc là mình treo chỗ bàn học của con để nó để bút á, bút thước đồ compa các thứ, hoặc là mình để điều khiển tivi, điều khiển máy lạnh nha. Nói chung là mình muốn để cái gì thì để. Dày lắm, em bán cái này 39 ngàn, còn 3 cái thôi, 39 ngàn. 39 ngàn nha chị nào. Cái này là đồ dán tường, đồ treo tường ấy mọi người, đồ treo lên tường nha. Mình có thể để ở nhà bếp mình đựng dụng cụ đồ bếp, hoặc là mình đựng ở chỗ bàn học nha, hình bắp ngô nè, đựng ở trong phòng khách nè, mình đựng remote các thứ nha. Cam và xanh ok An Nhiên, cam và xanh 39 ngàn một cái nha. Rồi dâu còn, hình như còn có 3 cái phải không con?
39.000 thôi nha. Bao nhựa dày xịn sò cho mấy chế luôn. Bao nhựa dày xịn sò yên tâm nha. Chị nào lấy thì comment. À, lấy cái này cho cô An Nhiên mua được nè. Cái kệ đã để sắp đâu con. Chị nào lấy thì comment nha. À, đang còn này, còn một cái xanh treo tường chị kem kích. Không biết còn cam không mà hết mất tiêu. Ấu chắc hết rồi quá à. Đây, ủa còn một cái màu vàng. Rồi còn ba cái ba màu luôn chị ơi. Dạ đồ của chị bên giao hàng vẫn chưa nhận hàng được nên là em chưa gửi chị. Đợi em hết hôm nay thử coi. Rồi còn ba cái này hết sạch luôn, còn đúng ba cái nha. Màu xám, màu vàng và màu xanh. Chị đổi màu cho em nha chị Ken Kit ơi, xám vàng xanh ba màu. Xám vàng xanh ba màu, ai lấy màu nào thì comment màu đó nha, vừa sạch mà vừa xinh nữa. Vừa sạch mà vừa xinh nữa nha, nhất là để cho bàn học cho mấy bé. À, nó đựng bút nè, đựng thước nè, đựng compa nè. Rồi đựng những cái gì nó để cho bàn học, nó cũng nhiều thứ để cho nó đựng lắm luôn. Bút chì rồi các thứ, những cái mà không bỏ trong hộp bút để mang đi học được. Chứ cái gì cũng bỏ vô hộp bút rồi mang đi học là nó rất là nặng. Chị nào lấy thì comment nha, đổi màu cho em nha chị Ken Kit, còn đúng ba cái ba màu hết nè. Còn đúng ba cái nha. Ừ, gửi thêm xanh chị, thêm xanh hỏi vậy là chị một cái màu xanh đúng không? Một cái màu xanh đúng không chị Ken? Xanh nha, một xanh một vàng rồi em còn một cái màu xám nha. 39.000 rồi vô còn một xám nha, chị nào lấy xám chút, xám giùm vô nó là màu xanh tây á. Màu xanh tây, xanh xám nha, chị nào lấy thì comment ha, còn một cái này thôi à. Rồi, à, em có bình này là bình giữ nhiệt nha, chị nào phải mua bình giữ nhiệt này phải hơn 200 chưa? Cam đoan các chị mua trên 200 vì bình này là bình gần 2 lít nha, bình này là bình gần 2 lít, bình này là bình kim cương thì nó sự sò cho màu nó sang nha. Mà nó có sẵn cái quay này không phải là quay dù đâu. Em nói cho mấy chị nghe nha. Ok dạ, hàng này nó là cái quay gì mà xịn cực kỳ silicone hay bằng gì á. Xịn sò lắm luôn mấy chị nha, xịn lắm. Bình này là bình chắc phải gần 2 lít luôn á, lít rưỡi 2 lít luôn. Đó, chị nào đi học thì mình mang, ủa đi làm, đi học thì mang không ạ, nhưng mà đi làm nè hoặc là đơn giản giống như gia đình mình đi chơi á, sau cũng vậy hoặc bây giờ cũng vậy, đi ra đường á, giờ là dịch rồi, bây giờ là đã dịch rồi, sau này mà được thả cửa thì đi ra đường cũng hạn chế cầm uống ly đồ này kia đi nha, đi gia đình đồ mình cầm theo cái này nè, treo ở trên xe á, pha nước ở nhà đi, vừa vệ sinh mà vừa được nhiều nữa nha. Rồi bạn cho mấy chế giá tặng luôn 175.000. 175 bình này là bình 2 lít rưỡi 2 lít cho dâu nha. Xịn sò luôn, công nghệ cực kỳ cao, inox 304 nha, dòng inox cao cấp nhất là vừa bền vừa an toàn cho sức khỏe nha. Còn inox mà rẻ tiền, vừa mỏng vừa rẻ tiền là dòng đó là dòng inox tái chế. Ây da, mình để nước lạnh quá hoặc là nóng quá thì nó sẽ bị ra những cái chất ở trong cái ruột của nó nha. Xài một thời gian lâu thì nó độc. Còn dòng inox cao cấp 304 này là mọi người xài cả đời luôn. Xài cả đời luôn nha, đây là dòng kim cương nha, bình inox giữ nhiệt kim cương dùm dâu nha, bình này lít rưỡi 2 lít luôn. Cái cạnh cái mặt mắt của nó là, ủa cái nắp của nó nè, làm đẹp quá, nói chung là làm rất là đẹp cho chị. Dạ em còn có 2-3 bình nữa à, em còn 2-3 bình rồi em lên quần áo nha, lên quần áo nha, chấm like cho em cái mọi người ơi, chấm like share like cho dòng cái đi, lên quần áo xịt lắm chị ơi, xịt lắm luôn, sale lỗ 175.000 luôn á, sale lỗ dồn luôn. Bình mà 1000ml là 1 lít á. Ủa quên, bình 1000ml đúng rồi. Bình 1000ml là em đã nhập vô tới 165.000 rồi đó. Nội gian làm con để chị luôn. Nội gian làm con luôn. Còn bình 1 lít 2 á thì đã nhập vô 7 mấy ngàn đó. Còn bình này là đã nhập vô gần 200 rồi nè, em còn có mấy bình 2 3 bình gì á. Sale luôn á, tại vì cái này là bốc cho sỉ, cái em bốc dư ra vài mấy cái thôi. Nha, cái này là sỉ người ta đặt á. Bốc dư ra đâu 5-7 cái gì thôi à, chắc còn có 2 cái thôi à. Chị nào lấy thì comment nha, còn có 2-3 cái gì là hết. Rồi sale đồ người lớn, bây giờ là lên từ từ đã có cái mã này. Hôm qua con đưa cho mẹ rồi hả? Để trên bàn nè, có cái này đồ dụng cụ học tập like luôn. Thôi vậy thôi khỏi đi. Đây nè, đây là dụng cụ học tập nha anh Nhiên, xịn lắm anh Nhiên ơi. Dâu còn phải để cho con dâu á, để cho lát mà xuống để cho cô Quyên vỏ một cái nha, không là quên. Đây nha, chắc cực kỳ, chị một bình. Dạ ok chị Liên Anh, còn ở dưới là còn phải không, con lấy lên đây cho mẹ để mẹ ghi nè. Xịn sò lắm luôn, cái này là cái kệ sắt đây nè, nó có tăng đơ nha, đó mọi người mở ra đó, nó có tăng đơ nha, muốn để kiểu gì cũng được hết á đó. Đó nó có nhiều nấc nha, nó có rất là nhiều nấc luôn.
ở đây là nó có một là mình, cái sách cỡ nào là mình để cỡ đó, chắc cực kỳ luôn đó. Còn không là nếu mà sách bự là mình kéo ra, sách bự hoặc là giấy đồ đó mình kéo ra nha. Sách tới đâu là mình kẹp sách tới đó luôn mọi người nha. Sách tới đâu mình kẹp tới đó, xịt lắm luôn. Cái này xài cỡ mình còn xài tới cỡ mình luôn mà, huống chi cỡ bé đúng không? Khi mà bé bây giờ bé xài á, như là bé bắt đầu học á, 3-4 tuổi học á, là nó hay giật tới giật, lật tới lật lui, cái là cái sách nó bị nhiều khi là nó bị tẹt ở giữa nè, rồi bị rách nè, hoặc là nó bị quăng cái mép góc, cái mép của sách đó. Nên là mọi người mua này cho con xài nha, ok chưa? Xài cỡ lớn như mình luôn, chắc lắm, nhựa bẻ nó không cong luôn á, bẻ mà nó không có bị mềm á, nhựa cứng cực kỳ luôn, nên là nó đỡ sách rất là ok luôn. Em bẻ mà nó không biến dạng luôn á, bẻ mà nó không cong nổi luôn, là mọi người thấy cái nhựa nó chắc cỡ nào rồi. Bán cái này nó 89.000 thôi nha, 89.000 một cái, 89.000 một cái, 89.000 một cái cho chị Liên Anh một bình. Trời ơi, 175.000 nó đã ghê luôn á chị ơi, chưa cô ăn đi một bình rồi. Này là gì vậy? À này là tan mỡ gừng ớt thôi, để đi cái đó, chưa để cho tóc mẹ tóc cho mấy cô kia đã. Rồi lên đồ người lớn nha, xả đồ người lớn luôn. Mọi người muốn lên cái gì ha? Lên set hả, set hay là đồ lẻ? Ý ra em còn áo bé còn lẻ một cái nè, áo bé còn một cái áo lẻ. Quần hả? Quần đó là áo này quần nọ hả? Vậy là cái quần của nó đâu rồi? Nó là dạng áo này quần nọ, nó không có giống như mà kệ. Cũng được, không sao. Cái quần của áo này đâu? Đây. Cái quần này của áo này đâu? Không biết luôn. Nó lẫn đâu, mẹ đâu biết đâu. Đấy. Châu Ngân ơi, Châu Ngân, Châu Ngân đâu rồi? Giường 1m6 x 2m, có đồ bộ mặc ở nhà, có nha Duy Thủy nha, lấy em hai kệ sách nha. Ok, xe ra hai kệ sách nè. Ok bé nha. Châu Ngân đâu rồi? Châu Ngân ơi, hai kẹp sách, ga giường 1m6 x 2m vô còn ra. Ga giường 1m6 x 2m vô còn 3-4 mẫu thôi. Còn 3 mẫu thôi à. Pyjama đùi gọi cho chị Kim Nguyên ơi, pyjama đùi hết mất rồi. Hả? Ở đây này, ở đưa đây còn có bộ à, pyjama đùi vô còn có bộ là hết rồi. Hình như là vậy không nhớ. Vô còn bộ beo nha, đẹp lắm luôn á, set bộ ngọn 289.000 hàng siêu thị nè. Hàng siêu thị nha, vô còn bộ beo. Mét 6 nha, mét 6 chứ hết size rồi, mét 8, 2 mét 2 là vô hết hàng, vô còn đây là 36 à 1m6 còn beo nè. Với lại bộ trainer. Cái mền ổ, cái ga của nó là màu xám, ga xám. Mền của nó thì hai mặt nha, mền với gối là hai mặt. Mình muốn để mặt nào cũng được hết á. Một mặt là hoa Chanel, một mặt là xám luôn, giống ga luôn. Chị nào muốn để màu mặt nào thì để nha, vô còn hai mẫu này với mẫu sọc. Mẫu sọc này là cái ga của nó là màu này, ga của nó là màu nu nu này. Còn mền với lại cái vỏ mền với lại chân của nó, gối của nó là màu sọc này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Vô còn mét 6 hết sạch xe, mét 8 và 2 mét rồi. Hết sạch mét 8 và 2 mét nha, một set 4 món. Một set 4 món nha. Vô bạn 289.000 hàng siêu thị tồn ra. Hàng siêu thị tồn ra nha. Bộ này hôm qua chị nào mua 89.000 thì cũng đừng buồn nha. Em hôm nay là ngày cuối cùng em tặng quà Trung Thu cho mọi người rồi, bộ này cho dâu 79.000 giùm em luôn. 79.000 giùm dâu luôn nha, đúng một bộ cuối cùng pyjama đùi. Hình mèo, hình chú mèo dễ thương. Đẹp lắm, xinh lắm, mấy chị ơi xinh lắm. Rộng rãi, thoải mái, free size nha. Vải mịt lắm luôn. Rồi còn một bộ cuối cùng nha, pyjama đùi vô còn đúng bộ cuối cùng. Pyjama đùi còn một bộ cuối cùng này nha, hết sạch hàng rồi các chị ơi. Em hết sạch hàng rồi. Pyjama đùi này vô còn bộ cuối cùng nha. Chị nào lấy thì comment nha, để cho mọi người 75.000 đây, còn đúng bộ cuối. Rồi bán tặng cho mấy chị 75.000. Hàng này hàng mới về ngày hôm qua xong. Rồi trưa hôm qua vô mới like mà. Trưa hôm qua mới like mẫu này ha. Hết sạch rồi, 3-4 mẫu màu mà hết rồi, còn đúng một màu thôi. Còn đúng bộ à, chị nào lấy thì comment. Rồi bộ này, bộ này
Đây bộ đùi, đây cho do bộ đùi 55.000 luôn, một bộ cuối cùng bán tặng cho mấy chị. Thôi mẹ uống rồi. Bộ đùi nha, bán tặng cho cả nhà 55.000, còn một bộ cuối cùng. Nha, bán tặng cho mấy chị đúng một bộ thôi, 55.000 luôn. Bao vải đẹp nha, như lụa mango á. Vải đẹp như lụa mango nha. Đây. Bộ của em mặc lai chưa? Bộ của em à, bộ của chị mặc đây nè, chị dâu còn có một đen một nâu tây, hai đen một nâu tây. Bộ của dâu mặc đây nha, hai đen với một nâu tây. 55 đùi cho Trúc Nhi rồi. Gấp lại cho mẹ. Bộ của dâu mặc là 125 nha, xịn lắm, nặng trịch luôn. Rất là nặng nha, có màu đen và màu nâu tây nha Anna Cao. Còn có một nâu tây à, nâu tây còn một bộ nha, quần là 50 tây và 50 thun. Quần đẹp chưa? Phong quần rất là đẹp giùm em nha. Bao cho mấy chị phong quần rất là đẹp luôn, quần có túi hẳn hoi. Quần có túi hẳn hoi nha, phong quần đẹp. Áo đây, dày lắm, cầm một bộ đồ nặng trịch luôn. Áo này đi ra ngoài chắc mua cỡ gần 200 quá. Form rộng rãi thoải mái mà vải dày nữa. Áo lẻ này không đi ra ngoài. Mà nếu mà mua lại mấy chục gần trăm hoặc là trên trăm là form mà nhỏ hơn. Có này may nè, đẹp giống như dâu đang mặc gì đó nha, dày. Chứ dâu mặc này là mã set dâu mặc nâu tây hoặc là đen nha. Dâu để 125. Bạn tặng cho mấy chị 125.000. Nguyên một set. Mặc nguyên set, mặc tách set ok luôn. Đi chơi á, thì mặc nguyên set được nè, đóng thùng hay thả cũng được. Đi làm công sở thì mọi người mặc áo thôi. Đó. Áo này đã đi mua hơn 125.000 rồi cả nhà, lưu ý giùm em nha. Bao xịn sò, chất nặng tay xịn sò nha. Lấy em màu đen ok Anna Cao. Rồi mẫu này dâu còn một nâu một đen nha, chị nào lấy thì comment giúp em. Còn một nâu một đen thôi ha. Ai hỏi dâu xét vest vậy, Đài Loan hả? Đài Loan đâu rồi, nãy giờ quên. Đài Loan ơi, xét vest đúng không Loan ơi? Xét gì đây này đẹp vậy? Đây là set vest luôn. Set này là set trắng, set 3 món, set 3 món màu trắng và màu bán tặng cho mấy chế luôn nha, 115.000 set 3 món. Nè, hàng của Mai Phương Bùi, bao bì nó xịn sò. Dạ, bộ dâu mặc form tầm khoảng áo thì free size thì áo bao nhiêu ký cũng vừa. Áo này là bao nhiêu ký cũng vừa. Em mặc vừa nha bé Nhung. Em mặc vừa nha, bộ chị dâu mặc là bao em mặc vừa nha bé Nhung ơi. Bộ dâu mặc 60 ký đổ về vừa, áo thì rộng rãi thoải mái nè, tay bồng xinh luôn. Đó, nói chung là mặc lên quần thoải mái luôn nha nè, có túi nè. Co giãn mà. Co giãn này mấy chị ơi, co giãn nha. Còn bộ sát nách không chị, bộ sát nách là bộ nào ta? Bộ này ai lấy rồi? Trúc Nhi hả? Bộ này 55.000, Trúc Nhi lấy rồi. Ờ, bộ đó rất là đẹp. Đây, bộ vest đây. À, bộ này bộ khác rồi. Em để đó. Bộ vest đây nha. Ken, bộ dâu mặc chị lấy màu gì vậy? Chị lấy màu đen hay màu nâu tây? Em còn hai màu nha, đen với nâu tây. Hai màu nha, đen với nâu tây. Chị lấy màu nào chị comment rõ giùm em nha. 125. 125 đen với nâu tây nha chị yêu ơi. Bộ vest đây nha bé Loan. Còn đen gì? Còn còn một bộ cuối cùng màu đen luôn. Chị lấy đen ha. Chị lấy đen đi. Đem thay đen ra luôn. Đây để lên set vest dài cho bé Loan bé con. Lên cái bộ này cho mẹ. Đời đen. Ủa mẹ, cái đó là chị áo đen mặc ở trong quá. Bữa nay em đi set không à mẹ chị ơi, bữa nay em lừa bán đồ lẻ lắm nên là tí nữa con gì là em xả hết luôn nha. Tí nữa còn như là quần tây, chân váy công sở rồi đầm lẻ là em xả hết luôn. Sắp đợt tới là em đi set nhiều. Em đi set kiểu, set bộ, set công sở hoặc là set ở nhà, set nói chung là đi chỉ có đi set thôi nha. Mai mốt em đi set nhiều nên là tí nữa đồ lẻ là em xả hết luôn. Đó, bộ của dâu đang mặc là set sơ mi nha. Set quần đùi có túi luôn. Có dây kéo nha, 50 bảng tây, 50 bảng thun, có dây kéo bên hông. Đây là sơ mi tay bồng, mọi người mặc tắt xếp được. Tắt xếp nha, dạ lấy đen chị này ok. Đây nha, bộ dâu mặc rồi 115 luôn, còn đen với nâu tây luôn. Tay bồng nha cả nhà, áo sơ mi này đã mua đáng giá 115.000 chưa mấy chế. Sơ mi này đã mua đáng giá 115.000 rồi nha, tặng quần luôn. Em còn hai bộ hai màu là hết hàng.
Đây nha, dâu còn màu nút với lại màu đen nha. Bộ sơ mi dâu mặt set sơ mi. Chị nào lấy thì comment dâu mã set sơ mi nha. Set sơ mi kèm màu. Set sơ mi kèm màu. Đây nè. Đây. Chị Ken đi cho chị Ken là được rồi đó. Set sơ mi dâu mặt nha, có hai màu nha. 115.000 rẻ luôn. 115.000 xịn sò luôn, vừa rẻ vừa xịn sò luôn mấy chị ơi. Mặc nguyên set tắt set gì ok nha. Nguyên set tắt set gì ok. Em mặc áo sơ mi là em thích bẻ cổ bự ra. Châu Ngân đâu rồi? Dạ em để cho chị bộ đen lúc nãy chị mặc rồi. Set vest 3 món hả? Set vest đùi hay là set vest dài? Hình như em hỏi set vest dài. Set vest dài vô cả hai màu nha, nâu tây và đen. Set vest dài cả hai màu và dơ màu nâu cho mọi người sáng màu cho dễ nhìn. Đây nha, quần ống suông lưng tay nha bé, dạ chị. Đây nè, quên Million. Million này còn full set luôn, lấy cái nào khui luôn bây giờ khui siêu nha. Cái này là hôm bữa mua cho chị gái dâu á. Hôm nay bữa mua cho chị gái dâu á. Cái bả nhiều lúc hoa lắm. Cái dâu mới hỏi là sáng nay mới nhận đồ em gái gửi lên ở Đà Lạt lên á. Kêu kêu chị ơi chị xếp nước hoa chị không ưng chị gửi lên đây em bác cho khách đi, khách em nó hỏi. Thế ta ưu tiên mày giữ không? Xịt thơm ha. Trời ơi mấy chị ơi xịt sang quá trời. Million nha. Set Million. Dâu với bà chị dâu mua hai chị em hai set. Set của dâu bán hết từ lâu rồi. Để lại anh trai xài cũng không yên. Đây nha, trời ơi nó sang kinh khủng sang luôn. Như cái điện thoại vờ tu vậy đó. Sang quá trời luôn. Hồi được Châu Ngân lấy một chai hay hai chai? Châu Ngân hồi được xém không là nó ụp xuống cái nó rớt luôn. Mà giúp nguyên set đi Châu Ngân ơi. Giúp nguyên set đi để trời ơi không nói sớm đi. Không nói sớm để nguyên set. Không nói sớm để nguyên set ta khỏi phải khui. Về cho mày hả? Khui chinh nó luôn. Quỷ hả? Có tinh dầu nha, quên nước sao ổ son môi nữa. Chờ em một tí, chờ em một tí em lên đồ cho mày chê đi còn mỹ phẩm. Chờ em một tí đi. Đây nha bé yêu dấu. Xếp vest nâu tây và lại đen nha. Bỏ vào cho mẹ đúng không? Ừ, cái đó của mẹ mà để đi nha. Đây. Quần suông dài nha em nha. Xếp vest đây áo thì áo lửng, để nguyên nguyên set mặc tắt set gì cũng được nè. Rồi. Chơi lớn luôn nha, để set này cho mấy chị sale luôn. Sale luôn set này cho cả nhà một. Một máy đây. Một 19, một 19 luôn. Vậy chị đền cho em đi. Mẹ nó rồi. Thôi giờ tao vá lại cho, tao vá lại cho đâu rồi cái bịch của nó đâu rồi tí tao dán lại cho. Nha. Rồi cho dâu mạng này là mã set vest nha cả nhà. Set vest nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Em còn hai màu thôi. Em còn hai màu nha, màu nu lợt đăng hình là hết rồi. Em chỉ còn màu nâu tây và màu đen nha. Chị nào lấy màu nào thì chốt màu đó, bán nguyên set này giả tặng cho cả nhà luôn. Trung thu nha. Rồi, 119 ngàn. Đã chưa? Nhức nhối chưa? Em có set. Ờ, em có set đùi. Set vest 3 món với lại set vest dài nha, có hai mẫu vest. Rồi để em lên hàng lẻ mẫu em xả hết cho mấy chế nha. Set dơ màu đen lên mọi người không có nhìn thấy mẫu. Đúng không? Dơ màu đen lên mấy chị không có nhìn thấy mẫu nha. Set thể thao. Chị nào mà ưng thể thao thì nói em. Con set bộ ga lại một chỗ cho gọn đi con. Bộ ga lại một chỗ. Hả? Đừng quay chị em dơ chỉ mặc được. Có size em có ML. Có size ML nha. Đây nè, bộ bé còn sót đây bộ nè. Đâu rồi cái áo bé này đâu rồi? Bộ đùi chị nào coi bộ đùi chờ em tí nha, áo bé đây còn sót bộ nè. Màu chị đang hết rồi. Xếp với 3 món là xếp đùi nha. Đây bộ này khoảng cỡ 22kg đổ về nè. Đây nha. Bộ này là 22kg đổ về còn sót bộ nè. 22kg, 22, 23 kg đổ về nha. Vô mã này là mã set đi. Set bé đi ha, set bé 49 ngàn. Vải đẹp luôn. 22, 23 kg đổ về còn sót bộ duy nhất nha. Sót một bộ. Ủa, cái này áo bé set riêng ra. Tinh dầu thơm không? Tinh dầu bao cho mấy chị thơm 2 ngày mới hết thơm nha. Xịt trên quần áo là phải 3 ngày á. Còn lăn ở trên da mình chắc là lưu hương được 1 ngày. Còn trên quần áo là phải cỡ trên 24 tiếng giùm em nha. Dâu xịt con dâu xịt mỗi ngày, một ngày không hết thơm. Đồ mình mặc đúng một ngày xong là mình treo lên
mình treo lên, mình đi tắm mình treo lên trên xào á, qua ngày hôm sau vẫn còn thấy mùi luôn. Tinh dầu á nha mấy chị, tinh dầu á. Chưa. À đây là đầm. Đây là đầm nha, vô cả một con đầm suông. Chú cha ơi. Trời ơi. Đầm suông nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, đầm suông nha, đầm này bạn nhiêu được, đầm này bạn cho mấy chị 95.000, rẻ quá không? Đầm này bạn 95.000 thì thật sự là nó quá rẻ luôn. Ok, cho đầm suông nha, cỡ 56 cân đổ về mấy chị ơi. 56 cân đổ về mặt đẹp cho em nha. Có túi luôn, form A nha, đầm suông A. Suông A có hai túi hai bên, đi công sở, đi chơi, đi tiệc nhẹ nhàng ok luôn, tay bồng, cổ bèo. 56 kg đổ về, 95.000 bao vải đẹp. 95.000 kèm tác luôn, bao vải đẹp nha. Đó, đầm đen tiểu thư, dài ngang gối nha, lùng như dâu là vừa qua gối. Lùng như dâu thì vừa qua gối thôi. Dâu rảnh mặc thử bộ vest được không? Dâu có đăng hình đó bé, có đăng hình nha, chứ giờ không mặc rồi, mặc quần dài dâu mặc khó chịu lắm. 4 tháng nay không được đi ra khỏi nhà, không bao giờ mặc quần dài hết anh là dâu. Chị gửi địa chỉ mới cho em nha, rồi ok chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại nha. Có cái áo này à. Áo sọc nha, áo này áo bẹt vai cũng được, có tay cũng được, tay bồng á. Rồi, nhiêu được ta? 25.000 đi ha. 25.000 có một cái là new luôn. New luôn, 25.000 xinh lắm. Mặc tay bồng vậy nè, tay là chuẩn bồng luôn. Đó, tay bồng luôn ha. Mặc vậy hoặc là mặc bẹt vai đều được luôn. Chị nào lấy sọc đi vô mã sọc. Bỏ cái này lên không là dẫm cái gãy con. Tránh cái chỗ này, xếp đồ đi. Đồ em bé, đồ bé này xếp riêng ra một chỗ. Xếp riêng. Có cái bộ màu xám đâu ta? Đây nha, bộ đùi nha, chị nào hỏi cho bộ đùi nè. Bộ đùi đây, dâu cờ đây. Bỏ vô trong kia cho mẹ. Đây nha, bộ này mà em bán cho mấy chế 59.000, rẻ quá không cả nhà. Bạn tặng cho mọi người bộ này free size 59.000, bao thun đẹp. Bao thun đẹp luôn, có hai màu đây. Hình này là hình 3D nha. Hình này là 3D luôn, giặt không có bị bong tróc nha, vải dày luôn. Quần nè, co giãn thoải mái, ok chưa, 60kg nè. Bộ này Quyên vừa nè, Quyên ơi. Cái dâu mã này là mã trắng nha, còn đây là đen, dâu cả hai màu trắng đen nha. Trắng đen, trắng quần xám, đen quần trắng. Ok chưa, hoặc là mọi người thích nguyên set trắng thì cứ lấy quần trắng luôn. Đó, đẹp lắm, trắng 69.000 cho chị View anh. Trắng 69.000, đẹp lắm chị ơi. Bộ đẹp xỉu luôn. 59.000. Em còn còn hai bộ đen là hết nha. Chơi lớn luôn để cho mấy chị 59.000. Rồi em còn hai bộ đen là hết nha. Chị nào lấy do mã này là mã đen ha, đen 59.000. 59 đen 59.000. Đây. Đen 59.000 nha. Ok bé Nhung, đen 59 còn một bộ, ai lấy thì chốt giùm em. Còn bộ cuối cùng nha, đen 59.000. Hàng mới về ngày hôm qua mà dính vô Trung Thu á. Dính vô Trung Thu chứ nôn hàng để về bán trước Trung Thu. Nôn hàng để bán trước Trung Thu mà nó về không được, nó về đúng ngày hôm qua luôn á. Nên là mẫu mới ngày hôm qua luôn nè cả nhà. Rồi cái này còn áo không con? Coi thử ở trong đó kìa, lật lên. Áo bra có đủ nha, đen cho bé Vũ Nhi luôn. Còn một set đen đâu ha. Rồi nó vô để tìm cho Vũ Nhi xuống đi. Dừng lại hả? Ốc, cái này cũng màu này nè. Có áo bờ ra luôn nha mấy chị, bỏ vô bờ ra. Đây là set nón, set thể thao nón. Rồi set hoa vô còn một bộ nha. Còn áo nam không? Dạ không có chị ơi, áo nam chưa về được. Đây nha, bẹp vai hoặc có tay đều được. Rồi bán cho mấy chị bộ này 49.000, một set một hết. Một set một là hết nha, 49.000 bộ hoa quần dài baggy. Phong quần baggy giống như mọi người mặc đồ tây á nha, quần baggy như đồ tây luôn. Ok chưa, 55-56kg đổ về nha. 56kg đổ về mặc được nè, quần baggy rộng rãi thoải mái và vải lụa đẹp luôn. Vô còn một set nha, mặc nguyên set, tóc set gì tùy ý mấy chị nè. Rồi 49.000 một set luôn. Còn một set cuối cùng ha, chị nào lấy thì comment dùm dâu. Set vest 3 màu, vô có hai màu, màu xanh với lại màu trắng. Bộ đùi chờ em tí nha, bộ đùi đang còn.
Đây áo này mua riêng là cũng 35-40 ngàn á. Dây nó dày lắm, vải dày. Vải dày đẹp với lại dây có tăng đơ nha. Vải dày đẹp, dây có tăng đơ giùm em. Mặc áo này lẽ là đẹp rồi nha. Đi mua lẹ cũng 40-50 ngàn rồi. Vì dây nó dày, vải nó dày, nó có tăng đơ nữa. Quần đây, quần có túi nha mấy chị ơi, quần đây hai màu đó, kèm một cái áo. Áo này mặc lẻ nè, hoặc là mặc chung với set vest đồ, kèm thêm một cái áo này mọi người mặc khoác nha. Áo này nè mặc khoác hoặc là mặc sao cũng được à. Đó, ưng thì mặc khoác nha, nếu mà mặc áo dây thì trong thì mọi người mặc khoác thôi. Áo này mặc khoác ra cho đẹp. Nếu như mình nói chung là mọi người mặc khoác hoặc là không khoác cũng được, mặc gỡ nút hết hoặc là mặc gỡ một hoặc hai nút thôi. Ok chưa? Ôi đó, mặc ở phía trong vậy nè. Dạng vậy đó. Ok chưa? Mai Phương bùi luôn á, đó, mặc khoác thôi. Áo này là mặc khoác đẹp rồi. Còn không ưng mặc khoác thì mình mặc kiểu bình thường. Còn không mình cứ mặc khoác vậy. Ok ha cả nhà ha. Một bạn sale cho mấy chị 115 luôn. Set vest 3 món bạn cho mấy chị tặng quà trung thu 115 ngàn luôn. Em còn hai màu. Còn hai màu, còn hai set là hết. Nha, màu xanh với lại màu trắng đẹp chưa? Set thể thao đi chị, set thể thao chờ chị giao tiền nha. Đây. Set thể thao có đùi, có dài, có cô tông, có u mì, có lụa tằm. Có ba chất nha, lụa tằm, cô tông và u mì. Rồi có cả quần đùi, có cả quần dài nha. Chị nào lấy thì comment nha, xếp vết 3 món xếp lại cho mẹ đi con. Màu xanh nữa nè. 3 món luôn, tính ra là một cái có 35 ngàn thôi đúng không? 115 ngàn đúng rồi. Tính ra là cái áo dây là 35 ngàn, áo dây là 35 ngàn, còn lại 80 ngàn thì áo vest 40 ngàn, áo vest 45 ngàn, quần 35 ngàn luôn. Rẻ, rẻ chưa? Đây. Áo này 35 ngàn, quần này 35 ngàn luôn. Có một mình áo này 45 ngàn thôi. Tính 3 món luôn, nó rẻ chưa cả nhà? Rẻ chưa? Màu đẹp lắm. Vải cũng đẹp, nó nói chung là 115 ngàn set này quá rẻ. Vô hết rồi, vô còn một set màu trắng. Một set, hai set màu xanh là hết. Quần có túi nha. Quần là quần có túi nha. Đẹp quá trời. Set vest nha, chị nào lấy set vest thì comment vô mã set vest kèm màu. Không cần cài nút đâu con, set vest kèm màu. Đây là à set chip, em còn con set cuối cùng nha. Set chip 89 ngàn, set Muji xuất Nhật luôn. Muji kháng khuẩn xuất Nhật, còn đúng một set cuối cùng. Xanh cho bé Nhung. Rồi cho vô mã chip đi cả nhà ơi. Chùm hết mông, ôm hết mông của mình nha, nó nâng mông mình hơn một xíu. Quần này là may cô tông thông hơi và may kháng khuẩn cho chị em mình luôn. Ok chưa? Chip Muji Nhật nha, Muji xuất Nhật, vô còn một set cuối cùng. Còn một set cuối cùng nha Duy Thùy ơi, khách mới hả? Em ở đâu vậy? Em ở đâu vậy? Set chip vô còn một set cuối cùng nha, chị nào lấy thì comment giúp Dâu. Em ở đâu vậy gái ơi? Lên địa chỉ giùm Dâu nha, chụp màn hình lại cho mẹ. 115 ngàn rẻ chưa? Bánh bèo, dạ bánh bèo còn set của em hoặc là set này em mặc thôi chị, còn set này thôi à. Set bánh bèo em còn set cuối cùng. Long An rồi, lên địa chỉ giùm chị Dâu nha. Em riêng đơn hay là chung đơn với ai vậy? Siêu bánh bèo luôn chị ơi. Nặng quá, vải nặng lắm luôn. Em còn có một set à. Set bánh bèo này còn có một set thôi à. Bánh bèo này còn một set luôn. Bánh bèo còn một set nha. Chị nào lấy thì comment rồi. Mã đen này em còn hai set màu đen cuối cùng. Còn hai set màu đen cuối cùng nha. Hết màu, bộ này là bộ thêu. Quần này thì là lưng nó may chụp màn hình. Cái dây thun nó bo hơi nhỏ, mình về mình có thể nới thun ra. Chứ còn form mông với form đùi là rộng rãi rồi. Form mông với form đùi rộng rãi nha. Mông chị nào 100 lẻ mấy còn mặc được mà nha. Form mông này cái vải nó may bự. Nhưng mà cái lưng thun là nó may bo thun hơi nhỏ, mình về mình nới thun ra nha. Ok chưa? Quần đẹp lắm luôn rồi, em sale cho mọi người nguyên set này 85 luôn. Nguyên set 85 nha, chị nào lấy quần 29 ngàn, áo 60. Nếu mà lấy lại áo, áo thì quần thì khoảng cỡ mông 90 đổ về. Quần này là mông 90 đổ về mặc đẹp nhất nha. Quần này ủ mông 92, mông 90, 92 đổ về là mặc đẹp nè. Còn áo thì free size. Hành theo nha mọi người, áo này là áo theo ha. Rồi nguyên set 85 ngàn. Nguyên set, rồi còn hai set bán sale 79 ngàn. Tặng quà trung thu cho mấy chị mặc tay luôn. Còn đúng hai set màu đen nha, lấy nguyên set để 79 ngàn luôn. Lấy lẻ thì quần 25, áo 60. Nguyên set 79 ngàn, lấy lẻ thì quần 29 chứ lộn, quần 29 áo 60 ngàn. Ok chưa?
chị nào lấy thì comment nha. Đó, quần này là size nó hơi nhỏ hơn, áo thì nó form suông rộng rãi rồi, cả nhà còn đúng hai màu hết sạch màu luôn á. Em mới về hàng hồi trưa hôm qua em like hết sạch màu rồi, hết sạch màu nha. Chị nào lấy thì comment nha, em lấy quần rồi. Vô ưu tiên cho người bốc xếp trước nha gái ơi, xếp cho chị Cẩm Vân, ưu tiên cho người bốc xếp trước nha, còn dư thì vô tắt quần cho chị Cẩm Vân. Một xếp 79.000 luôn, 79.000 bằng mua cái áo rồi, 79.000 bằng mua áo thôi. Em tặng quà chung tui cho mày chị hết nha. Chấm like, share like lên giùm em đi mọi người, chấm like, share like lên giùm em đi. Lấy xếp cho hạnh phúc bình yên rồi, hết luôn mày chị ơi, ưu tiên cho mày chị chốt xếp chứ lẽ ra thì lại phải like. Lẽ ra thì ấy là ưu tiên cho mọi người chốt xếp. Rồi, đồ công sở nha, chân váy công sở. Chị nào ưng không em lên chân váy công sở cho. Chân váy công sở, áo ngực. Cha ơi, áo ngực đẹp lắm, thề luôn, áo ngực bao đẹp luôn. Áo ngực này là không gọng mà nó y như có gọng luôn. Cái nó dung lại, nó dung, nó tròn là y như là hàng có gọng. Thường thường là áo ngực không gọng nó dễ bị bè bè á nha. Dòng này là cổ địch như vậy luôn, nó dung như hàng có gọng luôn á. Em không nói chắc mọi người nghĩ là hàng có gọng luôn. Áo ngực có 3 màu nha, mẫu này vô còn 3 màu. Mọi người coi chất đẹp nha, nâng nha, nâng bàn tay khít luôn. Đó, nâng bàn tay khít nha, bao nâng ngực. Nó nâng ngực mình lên xong là nó đẩy ngực mình nó khít lại nữa mấy chị ơi. Áo không gọng nha, mặc thoải mái không bị đau. Ai cũng mặc được tại vì cái trái này nó dung rồi, cái trái này nó tròn lắm. Tròn dung lên giống như chứ nó không có bị bè giống như những mẫu áo mà không gọng đâu. Dung lắm luôn ha. Cho mọi người coi vải nè. Thoáng khí luôn, đẹp luôn. Em có 34, 36, 38 nha. Chị nào 32 mặc được 34 luôn. Chị nào 32 mặc được 34 form này luôn nha. Tại vì cái vòng ngực mà ngực mình dung sẵn rồi thì 32 với 34 nó cũng không xê xích nhau nhiều, kiểu là cái vòng dây thôi à. 34, 36, 38 nha. Rồi 89 ngàn. Dạ đúng rồi, chị lấy áo này màu nu 36. Em để cho chị áo này màu nu 36 rồi. Chị em để áo này màu nu 36 cho mọi người rồi, cho chị rồi nha. Rồi 3 màu nha, em có 3 màu, em lên màu cho mọi người lựa nè. Bán giá chung thu luôn nè, báo giá chung thu bán luôn. 36, 38, 36, 34, 36 và 38. Em hai áo 34 màu gì comment rõ giùm chị dâu nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 89 ngàn nha, chứ bình thường áo này là 115 ngàn đó. Bình thường áo này là 115 ngàn, đẹp lắm, màu hồng đẹp chưa? Trời ơi. Hai cái 34 luôn, hai cái 34 màu nu luôn. Nu 34 89 ngàn, bán giá tặng chung thu cho mấy chị luôn, xịt nha, bao xịt sò. Bao xịt luôn mấy chị ha. Ủa lấy cái kia lại cho mẹ coi Nhi. Một nu và một hồng. Bộ đùi ok nha. Ok ok, chờ dâu tí nha. Hồng phượng nè. Hồng 34. Không có bị đây 34 đây. Anna cao 34 hồng với nu. Đẹp lắm, màu hồng đẹp lắm. 34 hồng với đen. Cái này mà mặc áo dài, áo công sở áo dài, bao áo dài mặc lên dung ngực đẹp luôn. Nha mọi người nha, áo này mặc áo dài bao đẹp luôn á. Áo này mặc áo dài là bao cho mấy chị đẹp luôn ha. Ê dì dung dặn 5 cái con, tí nữa nhớ nhắc mẹ bỏ nha. Không là quên á. Dung nặng dặn 5 cái nha. Để hồng 34. Để cho phải bác. Có 32 nữa mọi người ơi, chị nào 32 có luôn ha. Chị nào 32 có 32 luôn.
đen với lại hồng cho chị Lê Hải nè. Ủa? À, cái hồ trang Lê Hải là 36, 34 hồng đen cho Lệ Trinh. Ủa, 36 cho Lê Hải. 34 hồng với đen cho Lệ Trinh. 36 đen hả? Lệ Trinh là Linh Nguyễn nè. 36 không có màu gì hết đó. Áo vừa ra đồ có đủ luôn á mọi người, thì em chị tiêu nha. Chị Vân thêm một áo độ nhiều hay ít? Áo độ vừa, không nhiều không ít, áo độ bình thường. Áo độ form chuẩn độ bình thường khoảng cỡ chị thêm một đen 36 sư dâu. Đây rồi, em lấy chị một đen 36 rồi. 36 da. 36 chị Cẩm Vân màu đen nha. 36 da ra đây. Cẩm Vân nè. 36 da hai đen vậy? Da. Da. Anna Cao có rồi. Da. Bộ đồ chơi dâu tỳ nha. Cái máy của ông xã dâu nó vuốt khó quá. Đơn khăn giao chưa? Giao chung luôn ok nha. Đưa đây mẹ đọc cái máy này coi, cái máy kia kéo không được. Em có hai cái rồi, áo độ nhiều độ bình thường, độ vừa nha, chuẩn form luôn bé. Lấy cho cái 36 màu gì chị ơi? Màu giờ là màu da hay màu đen? Màu da này ở dưới Lê Hải có 36 da đây kìa. 36 da. Em lấy màu gì vậy Mai Tuyết ơi? Em lấy màu gì vậy? 36 màu da hết rồi. Em hết 36 màu da. Em hết 36 màu da rồi, em chỉ còn 32 34 màu da à, màu da còn 32 34 thôi. 32 còn màu màu da này còn 32 34 thôi chị ơi. Còn màu đen với màu hồng thì còn đủ size. Đen với hồng thì còn đủ size cho chị Lê Hải, chị lấy màu khác giùm em nha. Còn lại thì đen với hồng. Em coi lại đẹp lắm, 89.000. Bao mọi người mặc áo dài á, em bao form này là form không gọng nhưng mà bao cho mấy chị là mặc dung ngực luôn. Em cũng mặc mà yên tâm này, em để như vậy là nó cố định như vậy luôn, không có bị nó gom ngực mình về một chỗ và nó nâng lên nữa, yên tâm nha. Mút này mút vừa không dày quá, khoảng cỡ phân rưỡi đổ về thôi, vậy là mặc thoải mái nhất rồi nha. Còn mút 3 phân trời ơi là trời ơi, mặc dày muốn chết luôn. Với lại là người ta vẫn khuyến cáo phụ nữ mình không nên mặc áo mút dày quá. Người ta vẫn khuyến cáo phụ nữ mình không nên mặc áo mút dày quá nha mọi người nha. Hồng 36 của chị Lê Hải. Hồng 36 chị Lê Hải nè. 32 màu da. Ai? 32 màu da, ok. Có màu đen luôn á, 32 là có màu đen màu da. À, cái này của mẹ không với cái gì anh chị này. Hồng luôn. Hả? 32 hồng. Okay. Ủa, còn 2 xếp đây nè. Xét đồ chờ tí nha, Hạnh Phúc Bình Yên ơi, dâu lên nè. Chờ dâu tí. Lê Hải nè. Màu đen cho Trương Phụng. À màu màu hồng chứ lộn, 32 màu da với màu hồng. Ủa màu hồng có 32 không ta? Đây rồi, màu hồng 32 đây rồi. Rồi, còn đen với lại hồng nha cả nhà, còn em còn đen với hồng. Còn đen với hồng, chị nào lấy thì comment ha. À, để cho cô Nguyên hai cái. Dạ chị nha. À, cái nào? Hai cái luôn. Đó,
trong set đó, set vest thể thao á. Thể thao màu gì? Set thể thao. Đồ đẹp quá. Rồi áo này em còn mấy cái nha? Còn này. Rồi. Để cho mấy chế 80 ngàn luôn. Em cái này là 1.15 nè, chị nào mua hàng em biết là em bán 1.15 đó, nhập vốn vô cao á. Nhập vô cao lắm, bán lỗ luôn, nội gian làm con mấy chế nha, bán tặng lỗ luôn. Em còn size 38 nha. À 36, màu nu là còn 36. Màu nu còn một cái 36. Đây mọi người ơi, màu nu còn một cái 36, màu đen và màu nu nha, đẹp lắm. Còn một nu 36, một nu 30, còn một nu 36 và một đen 36 là hết hàng. Mẫu đó em còn một nu 36, một đen 36 nha. Một nu 36, một đen 36 rồi để mọi người 80 ngàn luôn. Em bán con bà 115 ngàn, tại còn có một cái em sale lỗ luôn á. Còn có một cái luôn nha. Nu 36 thì chị Lê Hải nè. Để 89 ngàn luôn. Cái này là không phải cúp ngang mà cúp giọt nước á. Áo này là cúp... đâu rồi, bút đâu. Chờ em tí mọi người ơi, chờ em tí rồi lên cái khác nha. Ở ngược chỗ này đang còn... rồi. Rồi, em còn màu xám, màu tây lắm luôn. 38 và 34. Màu xám nha, 38 và 34 nha, bao đẹp nè. Màu đen thì còn 34. Màu đen thì còn 34 nha. 34, 36. Đúng rồi, còn có mấy cái đây à. Màu đen là còn một cái 34, một cái 36. Màu xám thì còn một cái 34, một cái 38. Mọi người nha. Đây, để em coi thử là màu gì. Màu đen 34. Màu đen 34 nè. Đây màu đen 34, màu xám 34 luôn. Màu xám 34, màu đen này là màu xám này là 38, màu đen này là 30. Không, hết rồi. Màu xám còn một cái 38 nha. Màu đẹp lắm luôn. Còn cái cuối cùng sale cho mày chơi 89 ngàn, bao đẹp nha, màu xám 38. Màu đen thì còn 34 và 38. Ủa màu đen thì còn 34 thôi à, màu đen còn 34 nha. Áo này là áo cỏ gọng mà nâng chạy đào mọi người coi nè. Form mặc áo dài bao đẹp nha mấy chế, áo dài, áo kiểu, áo sơ mi á. Đó, form mặc áo dài bao đẹp. Cái này là nâng trải đào nha. Nâng ngực trải đào. Mặc áo dài bao form đẹp luôn. Mặc áo dài bao form đẹp nha. Áo này là áo cỏ gọng. Con này là cỏ gọng, su đúc cỏ gọng. Su đúc cỏ gọng. Rồi áo áo nâng ngực không dây. Và áo nâng ngực không dây và áo bờ ra nữa mà giờ chắc khỏi lên đi ha. Lên quần áo đi ha, khỏi lên áo ngực nữa mọi người nha. Khỏi lên áo ngực nha, chị nào lên. Rồi bộ bạch tuyết nha, bộ bạch tuyết. Sale cho mấy chế 79 ngàn. Đen 34 cho chị Bích Ngọc. Đen 34 chị, màu xám đẹp lắm chị Bích ơi, dứt luôn màu xám đi chị Bích. Màu xám đẹp lắm, màu ở ngoài đẹp lắm luôn. Hết 36 là chạy hàng. Sale 89 ngàn luôn, đen 34. Rồi chị nào lấy cái giao mã này là mã set nha, set tiểu thư 89 ngàn, set lụa. Set lụa nha, còn đủ một set luôn, hết sạch đó, set quần dài là em hết á. Set bộ mặc nhà. Coi áo ngực không dây đi chế, ok. Đây nha, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Xét tiểu thư, xét bạch tuyết tiểu thư 79 ngàn còn một cái luôn. Áo không dây là chỉ có 34 thôi. Nhưng mà chương phục mặc ok, chương cộm. Tại vì nó nâng ngực rồi. Nó nâng kiểu này nó mới đẹp chứ. Xanh, ủa màu xám, màu nu và đen nha. Xám nu đen. Xám nu đen em bán 115 ngàn. Tặng quà trung thu cho mấy chế. Một cái áo nó sẽ đựng trong một cái bịch xịn sò nha, chuẩn hàng này em lấy xét tiểu thư ok, xếp lại cho mẹ nè. Một cái áo nó sẽ hàng này nó có hàng loại 2, loại 3 nha. Hàng loại 2. Được đây. Hàng loại 2 thì cái nó không đựng trong bọc xịn như vậy đâu mấy chế nha. Form nâng của nó không đẹp, của vô là có silicone nữa. Alo ạ. À. Alo ạ. À. Để ra cho mẹ, để riêng ra. Rồi xếp lại. Đây nha, cho coi nè. Em có 34, 36 và 38 nha. Thứ nhất á, ở đằng trước ngực mình nó có dây cài. Đằng trước ngực mình nó có dây cài, nó làm cho mình nâng ngực lắm. Nó nâng ngực, nó đẩy ngực mình ở giữa và nó đẩy ngực mình khích lại và nó nâng lên nha. Đây, đây.
đây nè, đẹp lắm luôn, mà cho nói chung là xuất sắc cực kỳ luôn, rất là xuất sắc luôn nha. Nâng ngực nè, có mạc silicone hẳn hoi. Những cái viền chỗ này là nó có mạc silicone nha, để dành cho mình mặc áo, phần trên đây là lưới, hoặc là mình mặc áo ống, áo dây, áo cúp rồi đó, đầm rồi đó. Nó sẽ định hình được cái khuôn ngực của mình, nó không bị tuột nha mọi người nha. Nó không bị tuột này, rồi không bị sọc sật, xô đẩy. Đây, ok chưa, đẹp luôn, có size nha. Có size luôn mọi người ơi, ok chưa. 34 nha em, bán 115 ngàn, hàng cao cấp luôn. Bán tặng trung thu cho mấy chế luôn. Bán tặng trung thu nha, bán tặng trung thu đựng trong bịch sừng sò. Cái con này là đựng trong bịch sừng sò cho có 3 màu nha. Có size chị 36, 34, 36, 38 có đủ size. 34, 36, 38 chỗ nào bán cho mấy chế, hàng chưa tới 100 ngàn là hàng loại 2 rồi. Nó không đựng trong bịch sừng sò như vậy đâu, nó không đựng trong túi zip. Có size của nó ở ngoài này nữa nè. 34 nu. Cho Anna cao nè. Có đen có xám, em lấy một cái màu da, trời ơi, màu xám đẹp vậy, mọi người không lấy hả? Châu Ngân lấy màu xám đi, màu xám đẹp lắm. Ui, da với đen không vậy, màu xám đẹp xỉu luôn. 34 đủ size nha, đủ size nha mọi người. Mọi người lấy nu không vậy? Cho em cái xám size mấy, cho em cái xám size mấy. Người em mỏng quá sợ không vừa 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 nha, vừa nha Trương Phụng, yên tâm. À, cái xám cho Duy Thủy nè. Duy Thủy này 115 ngàn. Cẩm Vân một cái, Châu Ngân một cái này, nó có thêm một cái sợi dây này để mình ấy phía sau nữa đó. Cẩm Vân nè, Châu Ngân nè, Bích Phạm. Không vừa không hả? Rồi em còn màu xám với lại màu ấy nha, màu xám với lại màu đen. Trời ơi, áo ngực phong này đẹp ghê luôn á. Tại vì dâu còn để lại mặc á, không gọng, nó êm lắm luôn mà nó rất là bền, 89 ngàn. Nâng ngực bàn tay mà, có loại bàn tay nó gì kiểu này, nó không nâng bằng cái loại bàn tay mà nó khích như vậy đâu nha, cả nhà nha. Lưu ý ha. Hết rồi, em còn đen nha, còn đen với xám nha. Còn đen với xám. Vừa nha Trương Phụng ơi. Ở giữa nó nâng lắm mà, vừa nha. Còn đen với xám. Cái này còn có một cái áo hả? Cái đây nè, cái này cũng còn bộ luôn nè. Đâu bộ này rồi, để mọi người bao nhiêu ha? 39 ngàn luôn đi, còn có một bộ cuối để tặng 39 ngàn luôn. Hết sạch nha, còn có một bộ cuối tặng 39 ngàn luôn này cho nó. Cứ quay qua quay lại thấy nó bực bội quá. Còn có một bộ nha, mấy chế hết sạch rồi, còn có một bộ nha, 39 ngàn bộ hoa luôn. Bộ hoa nha, quần baggy. Quần baggy dài, có túi hai bên. 50 lưng tay, 50 lưng thun. Đây là quần chip xuất phát rồi, quần ren. Con rồi tiếp tục bra loại này, em có bra dạng này nữa nè. Cái này còn cái màu trắng luôn gái, không biết à, hết trắng rồi, còn có một cái rêu à. Cái này là bra nha, bra áo bra có ngực, nhưng mà đệm ngực này là đệm ngực bàn tay, đệm ngực bàn tay luôn, với lại nó dính liền với nhau chứ nó không có phải là hai bên là riêng biệt nha. Cái này là nó dính liền với nhau bằng một miếng mút luôn. Mọi người nha, dâu còn có một cái này để mọi người mặc, mình mặc ở trong áo như là áo ren hoặc là áo lưới gì đó. Mình đi mặc bikini, dạng bikini đi biển nè, hoặc là mình mặc với đồ vest là đẹp rồi. Mặc chung với đồ vest là đẹp nha. Rồi còn một cái duy nhất bán tặng cho mấy chế luôn, 69 ngàn. Xịn xò luôn, còn một cái duy nhất bán tặng mọi người 69 ngàn nha. Cái loại này ai cũng mặc vừa vì nó vải này nó co giãn nữa mà. Nó co giãn đó mấy chế ơi. Nha, cỡ 56, 57 cân đổ về mặc ok hết cho em nha. Co giãn nè. Màu đẹp nha, màu này nó dạng như mà là màu đà đà, rêu rêu á. Nói chung là màu rất là sang. Một cái nha, chị nào lấy cái dao mã này là mã bra nha. Còn một cái cuối cùng để 69 ngàn. Bán tặng 69 ngàn luôn. Bán tặng 69 nha, đây mã này nữa. Mã này nó cho mình một cặp dây trong luôn á nha. Cái này là nó cho mình một cặp dây trong nữa mọi người nha, để mình đeo lên vai.
Còn chị nào không ưng đeo vai thì mình như vậy nè, đằng sau là có dây nha, đằng sau là hai dây. Để nó cho mình một cặp dây trong để mình đeo vai, đeo dây lên vai nữa nha. Rồi ok chưa? Em còn hai da với lại hai đen. Hai da hai đen nha. Hai da hai đen. Áo này thì nó free size rồi, tại vì áo không rộng. Áo không rộng hàng này dễ mặc lắm. Cả nhà dễ mặc lắm, mặc với bra để mình mặc đồ vest nè. Rồi mặc nói chung là dạng như là áo lưới, áo đồ đó. Chị nào lấy thì comment nha, có màu nu và lại màu đen. Màu nu, màu đen bao nhiêu được? Bạn tặng mấy chế luôn nha, bạn tặng trung thu luôn. 59.000. 59.000 luôn. 59.000 nha, còn hai đen và hai nu 59.000. Xịn sò, nó có cho mình một cặp dây trong nữa. Nó cho mình một cặp dây trong vậy nè. Đây, nó cho mình một cặp dây trong vậy nè. Chị nào về ưng thì đeo dây trong vô, còn không thì mình đeo những cái dây áo bình thường, không thích đeo dây trong. Tại vì sợ đau á thì mình gỡ dây của những cái áo khác, hoặc là mình mua lẻ ngoài màu đen, màu nu mình đeo vô là được rồi nha. Rồi hết áo ngực lên đồ lẻ nha. Quần này đẹp mình chưa cũng. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Size S á, size S nha, dưới 50kg. Size S dưới 50kg nha, eo của nó khoảng cỡ 70, cũng cỡ trên dưới 70, 70, 72 gì đó là hết cỡ nha. Như eo ở đây thì nó khác eo ở đây. Nói chung là size S á mọi người ơi, mông thì thoải mái nha. Có túi. Rồi, quần này 59.000 cho em. Không xịn không lấy tiền luôn, 59.000. Không xịn tặng luôn ha, 59.000. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, 59.000. Quần mã, quần mã, quần nha, mã quần 59.000 dùm dâu, quần lưng cao. Đây nè, quần lưng cao dùm dâu đang mặc nè. Quần lưng cao nha. Chị nào lấy cho dâu mã này là mã quần nha, quần 59. Quần trắng 59.000. Rồi tiếp nha. Ví, chị nào coi ví thì nào em lên ví cho, ví còn đó mấy cái. Cái đó là gì vậy? Đồ thể thao hả? Thôi đồ thể thao. Quay để giá bao nhiêu lắm báo cô Hà. Ai hỏi vô xét đùi ta? Mua được. Ai hỏi vô xét đùi vậy ha? Xét đùi nè, lên xét đùi đúng không? Áo kiểu không chị Bích? À, tại vì áo này mới lôi ra để lại em mặc đó. Để bữa nào em để mặc thôi, không ưng thì bác. Hả? Set thể thao dài. Ây da, đầm bé còn sót một cái trong đây. Đầm bé cái này có một cái nữa đâu rồi? Màu nu nu nãy mày để trên đây nè. Cái này đầm bé còn cái nha. Sao này cỡ 10 mấy ký à? 10 mấy ký đổ về. 10 mấy ký đổ về nha cả nhà ơi. 20 ký đổ về á. Cái đầm này là 10 mấy 20 ký đổ về nha. Bộ đùi. Hả? Bộ đùi chị đang mặc á, hay là bộ cứ bộ đùi là được, bộ đùi vô còn bộ thun nha. Bộ thun đùi. Bộ thì vô còn bộ đùi nha, bộ thun đùi ok không? Đa số là còn rồi. Quần tây này còn sót một cái, size L nha. Quần tây này còn sót một cái nha, bao đẹp luôn nè. Size L nha cả nhà ơi, đó. Size L nha, để mọi người 85 ngàn. Size L nha. 57 58 cân đổ về, cỡ 53 cân, 54 cân đổ lên nha. Quần này là cỡ 54 cân đổ lên tới 58 cân đổ về. Sót bộ mango nào không vô không? Bộ mango hết sạch rồi, để vô coi còn sót bộ nào vô để cho nha. Mango hết sạch rồi. Chị nào lấy thì comment đi vô nha, quần. Ok chị Linh. Quần này bán mấy trăm con luôn, ba màu hết sạch, ở hai màu chứ. Hết. Giờ sót đây cái. Quần chip em còn một set nha, chị nào lấy giúp luôn y phục em, quần mango. Ủa quên lộn, quần Muji nha, Muji xuất Nhật. Muji kháng khuẩn xuất Nhật nha, còn đúng một set 5 cái 5 màu. Màu này là màu nâu tây, màu xanh ngọc, màu xanh xám, màu hồng và màu nu. Rồi em còn một set 5 cái nha, 89 nghe. Chị nào lấy thì comment nha, 88 mấy ra 85 đi. Còn một set cuối cùng ha. Ai lấy comment giúp dâu nè. 85 ngàn còn một set cuối luôn, để 85 chị nào lấy thì comment giùm em. 85 nha, còn một set cuối cùng luôn. Ai lấy thì comment giùm dâu ha. Mẫu đó còn một set cuối.
Bộ đùi hả? Bộ đùi dẹp đùi em để xếp quần cho Trương Phụng. Ok. Xếp quần cho con mấy mẫu luôn á Trương Phụng. Mà mẫu này hết rồi còn có một cái à. Coi mẫu khác không vô cho coi đâu rồi. Xếp chip cho đâu không phải mẫu đó, mẫu bịch bịch á. Mẫu quần á. Vô còn mẫu đùi nha. Xếp 85 hết rồi, xếp chip hết rồi, vô còn mẫu đùi là kháng khuẩn luôn. Này là quần đùi, quần đùi kháng khuẩn xuất nhật luôn. Đây là dạng đùi nha, chị nào có con gái mua cho con gái mặc cũng được. Một set là 5 cái, một set 5 cái dạng đùi nha. Rồi em để cho mọi người nhập vô là 120 ngàn á, nội giang làm con mấy chị luôn. Tặng cho mấy chị 109, 5 cái. Tính ra là 20 ngàn một cái thôi, 22 ngàn một cái. Mà xịt lắm nha, dạng đùi nha, coi dạng. Em mua vì đam mê chứ em còn cả đống chưa mặc nha. Ok chưa, cho dấu mã này là mã đùi, set đùi 109. Set đùi 109 giùm em nha. Nè may kháng khuẩn luôn hẳn hoi, yên tâm nha. Yên tâm là may kháng khuẩn. Hàng xuất nhật nha cả nhà, chiếc đùi. Có set chiếc nâng mông nữa mà không biết nó nằm ở đâu. 5 cái là 5 màu nha, có màu nu nè, màu ngọc nè, màu xám nè, màu đen nè, màu trắng nè. Chỉnh chỉnh ngàn luôn đi, còn 3 set à, sale chỉnh chỉnh ngàn luôn, tặng cho mấy chị chỉnh chỉnh ngàn luôn. Chỉnh chỉnh nha, chị nào lấy thì comment luôn, còn 3 set tặng chỉnh chỉnh ngàn. Còn 3 set bạn tặng chỉnh chỉnh ngàn luôn ha. 3 set đúng không con? Đầm set. Em lấy set đùi ok. Chiếc nâng mông để em ok. Cài lại cho mẹ ổ áo này, còn sót hai cái nè, đưa lại, đưa một chiếc em một set đùi để cho chinh phục. Chính chính nha. Ok cái nào, nè. Set cái nào? Hả? Set cái nào? Set cái nào là sao? Set vô cái set đó, có set màu hồng á, set màu hồng lụa tầm với lại màu màu đùi nha. Xếp đùi đẹp nè. Hàng theo luôn em đã cầm một bộ nặng tay lắm. Cầm một bộ mà nó rất là nặng tay. Đùi cho con bộ. Đùi cho con bộ là màu gì? Đen. Lại đen. Màu xanh đi. Không. Nó không thích màu hồng, dâu thì thích màu hồng, nó không thích màu hồng. Ưng màu đen đúng không? Cho một bộ đen. Rồi nha. Đó bộ đen đó. Đây nha, dày lắm, nặng lắm, hàng thêu luôn, bán tặng cho mấy chế luôn. Xếp đùi nha, ai mặc cũng được, ai mặc cũng được, người lớn mình mặc rồi con, mình mặc ok nha. Free size 35 cân tới 65 cân. Gái vô 35 cân 35 cân tới 65 cân bao vừa nha. Đây, có size ML á, chị nào 53 cân đổ về mặc M, 53 cân đổ lên tới 65 cân mặc L. Đó, ba màu. Chữ là chữ thêu nha, logo thêu. Đưa bộ màu đen đi cho mẹ. Đây mẹ mượn của con, tí mẹ trả cho. Nha các chị ơi. Rồi đây bạn tặng cho mấy chế đây, 69 ngàn. Xịt lắm, nhận hàng mà chê cái chất này 69 ngàn mà chê bộ này nữa thì thật á. Em chắc em nghỉ bán luôn, bỏ nghề nghỉ bán luôn. Vải quá trời là ok luôn so với giá 69 ngàn mà. Nè mặc thể thao lắm luôn, trẻ lắm luôn nha. Như là mỗi lần mà đi ra ngoài mình tiện mình sọc cái quần jean vô hoặc quần legging dài vô cũng đã đẹp rồi. Áo này nó cũng giống như áo thun bình thường thôi nha. Mặc với quần jean, quần gì đó cũng được rồi. Còn không mặc quần đùi nha, mặc ở nhà đi ra đường đều ok luôn. Set hồng 47kg rồi, một hồng. Một dày lắm, yên tâm, dày xịn sò nha Anna Cao. Con mặc học online được rồi. Mặc học online được, đúng rồi. Gái dâu, đồ em gửi chưa Huỳnh Huỳnh ơi, đồ em gửi cũng còn một hai đơn chưa gửi cho bé. Cũng còn một hai đơn chưa gửi nha. Hồng nha, hồng xanh đen. Bộ này Huỳnh Huỳnh vừa nè Huỳnh Huỳnh. Mấy cái mã này đùi em vừa. Có size em ấy. Đó, xanh hồng và trắng nha. Xanh hồng và đen chứ lộn, ba màu xanh hồng đen. Nặng lắm luôn, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em ha. Xanh hồng đen. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em. Hôm qua kiếm cái chân váy này không ra, còn đúng con cái thôi. Ủa. Cái đó cứ đi. Xếp vô đây một cọc cho mẹ đi. Xếp để mình nhớ cho nó gọi. Em còn giày này là giày full hộp nha, còn size 34 với 35 không à. Chị nào đi size 34, 35 em sale cho hàng vốn 148 ngàn. Áo vô mặt còn không, giờ em nguyên set đó chị.
Trời ơi xịt lắm, vô mang 2 đô nha, nó gian làm con mấy chị luôn, mất lọc luôn. Em nhập vô là gần 150 luôn, em sale luôn cho mấy chị 99 ngàn. Có size 34 và 35 nha, cao khoảng 7 phân mà da xịn lắm, da xịn hơn. Nói chung là xăng đan da này là da rất là xịn luôn, bao cho mấy chị rất là bền. Cực xịn sò nha, 34 và 35. Sale 99 ngàn, màu đỏ bình thường là không tươi cũng không đô. Nói chung là đỏ trắng da dễ mang nha, đỏ đô thì nhiều chị mang nó sẽ bị ngâm chân. Nhưng mà da ngâm nó sẽ đỏ đô nó khó mang hơn là cái đỏ này. Tươi bình thường à, không có tươi nhiều mấy chị nha. Xăng đan xịn lắm, rờ da ở ngoài là nè, ở ngoài bán sale chắc cũng cỡ, nói chung là người ta bán 180, 220. Em còn 34, 35 nha, sale luôn. Của em mặc là 2 set. Ờ thì bữa mẹ cho con đôi mà con bảo hơi cao đó. Không, nó 12 tuổi nó mang hơi cao thì đúng thiệt. Năm cao 5-6 phân. Bộ em mặc có 2 màu này chị Linh. Cái này em có tách lẻ luôn, chị nào ưng áo thì em bán áo, ưng quần thì em bán quần nha. Ưng áo thì em bán áo, ưng quần thì em bán quần. Đây nha chị Linh ơi, quần này là có dây kéo nha, 50 bảng tây, 50 bảng thun, có túi và có dây kéo. Em còn một đen và một nâu tây là hết. Còn một đen, một nâu tây nha. Rồi set này 1-15. Set này 1-15 thôi. Set này 1-15 thôi chị ơi. Màu nâu tây cho chị nhìn cho nó dễ nha. Màu nâu tây nhìn cho nó dễ nha. Nguyên set 115 ngàn. Quá trời rẻ. Bằng đi mua cái áo, sợ mua áo này 115 ngàn còn chưa mua được á. Nha, nguyên set luôn 115 ngàn, bán tặng cho mấy chị luôn. Mẫu mới về ngày hôm qua đó. Em mới về hàng ngày hôm qua này, em còn 2 set thôi, em tặng luôn cho mấy chị 115. Đây, ừ, bộ này rất là đẹp. Để vô lên màu xanh cho lại áo trắng đi con. Đừng khui ra nữa, đây này là áo trắng cái này. Quần này đẹp lắm, em có bán lẻ nha, quần thể thao này. Free size luôn, cái này là có bán nguyên cặp và bán nguyên lẻ này, dày ghê luôn á. Cầm một bộ đồ mà nó nặng dễ sợ, quần là dạng quần bomber á. Quần thể thao bomber á, có size tới 65-70kg luôn nha mọi người ơi. Quần nha, quần này nè, free size luôn á. Lưng của nó không co giãn, quần này là quần bomber mà. Quần thể thao bomber lưng không co giãn thì khoảng cỡ 5 mấy, eo 5 mấy thôi mà co giãn ra eo 100 mấy luôn á. Không co giãn mà nặng lắm. Quần nặng cực kỳ luôn á, nặng chắc phải nó giống như u mì á, nặng như u mì luôn mà chứ, nặng vải nặng như u mì luôn á. Chị nào lấy thì comment nha. Đây là nguyên set mà chị nào ưng lẻ thì em bán lẻ cho. Ưng mua lẻ thì dâu bán lẻ cho, áo dễ thương cực kỳ. Ừ. Quần có đen có xanh, áo thì có đen có trắng đó. Đây. Chấm với dòng cái mọi người bấm GG tương tác với dâu đi. Đó. Xin chưa. Nguyên set đây. Lẹ à, có áo đen áo trắng, quần đen và quần xanh nha. Áo đen áo trắng, quần đen quần xanh, chị nào muốn lấy kiểu gì thì em bán kiểu đó cho. Xinh lắm, giờ không mặc lên dơ sơn sơ vậy thôi. Dơ sơ sơ vậy thôi. Mọi người nha. 115 ngàn luôn, rẻ chưa? Dày ghê không nè. Bỏ vô một bịch là nó dày quá trời dày. 115 ngàn nha, chị nào lấy thì comment giùm em. Đây, nặng lắm luôn á, 115 ngàn một bịch rất là dày. Chị nào lấy thì comment nha, có 2 màu à. Đen với xanh nha nè, cầm 3 set mà nó cứ dày vậy rồi. Có 3 set thôi đó. Có 3 set mà dày bằng 5-6 set của người ta rồi. Set 2 cái mà nó dày như là 3-4 cái luôn. Có bán lẻ quần và lẻ áo nha, áo đen và áo trắng. À, bán quần em bộ quần đen nha, ok quần đen đây. Dày lắm, quần không bao nhiêu. Em bán áo này cho mọi người 49 ngàn đi. Áo 49 ngàn đi ha, quần thì quần thì 49 ngàn là coi như 50 rồi, quần đây. Áo 49 ngàn đi, quần thì bao nhiêu ta, quần trời ơi quần xịn quá. Trời ơi bán sale lắm luôn mấy chị ơi. Rồi quần 75 luôn cho em đi, chứ em không muốn bán nguyên set à. Không có, em bộ quần đen ok nha, không có muốn bán lẻ. Nha, đẹp lắm. Áo với quần là cùng một chất luôn, áo với quần cùng một chất nha. Màu đen đây. Đây, Mon lấy màu gì Mon? Quần dài nha, chị nào cao trên 1m6 em vẫn bao quần dài không có bị ngắn. Nha, quần nào chị nào cao 1m6 là em vẫn bao dài không có bị ngắn nha. Bao cho mọi người là không có bị ngắn luôn.
Nào lấy thì comment giùm em nha. Áo 49 nè. Quần 75 ngàn giùm em đi. Giờ cho em phải chẳng được không? Để cho em vô cho em áo trắng được không? Có nghĩa rằng quần đen áo trắng đúng không? Đúng không? Thì có nghĩa rằng lấy quần đen áo trắng đúng không gái? Để áo trắng qua đây con. Quần đen áo trắng. Quần đen áo trắng cái chương Mỹ Nhật này. 115 ngàn. Trắng quần xanh. Chumon. Lấy quần đen. Đây rồi. Quần đen đây. Mon này. Rồi. Mon sẽ chặn quần xanh. Quần ôm ôm hay ôm suông? Quần không ôm không suông mà nó là quần bomber. Quần bomber là quần dạng như quần jogger á em, quần Alibaba á, thụng thụng á, quần này là quần thụng thụng mà. Không ôm cũng không suông nha. Quần ôm quần suông là loại khác rồi. Đây nè, dơ cho em màu xanh coi cho nó dễ nè. Dày lắm, nặng trịch luôn. Không ôm và không suông nha. Không ôm và không suông. Quần nó nếu mà đúng ra nó là quần suông nhưng mà nó bao ống. Nó là quần suông mà bao ống á. Dạng quần suông mà bao ống á, đẹp lắm. Dày không? Rất là dày. Dạng quần suông mà bao ống á em. Thủng thủng. Xinh lắm nha. Đây, quần xanh thì nó có nền xanh luôn, nó cũng hợp nè. Chị nào lấy thì comment ha. Áo đen áo trắng với lại quần thì có đen và xanh, ai muốn lấy kiểu gì lấy, này dễ phối, lấy lẻ cũng được, lẻ 49 ngàn, lẻ quần 75 ngàn. Rồi chồng lên cho mẹ. Xếp cái đó lại. Đây, áo này áo mới nha, chị nào lấy để bao nhiêu ta? 19 ngàn đi ha. Cái này là tay bồng. Tay bồng đây, bẹt vai luôn. Ai mua thêm son môi thì nói vô lên cho nha, son môi. Soạn nó, soạn kho, còn sót ít son môi á, tinh dầu nữa. Bữa giờ mấy chị hỏi tinh dầu mà em nói là em hết á, ai ngờ bữa nay dọn nhà ở dưới á, thùng hàng nó về nhiều quá, em nó bít hết, em không thể kiếm hết được. Bữa nay mới thấy áo 19 ngàn đẹp nha, vải đẹp luôn, lụa mango luôn. Son môi. Cái kia là set thể thao 3 món rồi, set lụa tầm. Chị nào coi lụa tầm không? Em lên lụa tầm cho. Lụa tầm nha. Đây là lụa tầm. Ấy. Ôi, set này đẹp lắm nha, chị nào mà. À, lấy bộ của mẹ đi. Ôi, bộ của mẹ. Đây nè. Bộ của dâu để lại vô mặt á. Bỏ vô bịch đi con. Đây là bộ của dâu nha, form quần đẹp lắm. Form quần rất là đẹp, có cái là nó form nhỏ. Mông 90 độ về thôi. SM gì đó ha. Áo thì form suông rộng. Áo form suông rộng mà quần này là quần mặc đi tập yoga đẹp luôn, form quần đẹp lắm luôn. Quần đẹp lắm, mặc quần sao ta không biết nói sao luôn, nó không ôm như quần legging đâu. Cũng là quần ôm nhưng mà nó không ôm ống chân mình như quần legging đâu. Nó đứng xuống nó không ôm ống chân mình như quần legging đâu ha. Hình này là hình 3D nha, ở ngoài bán 200 mấy một bộ á, em bán 115 ngàn. Quần dài nha, bộ dài, áo này là áo phong suông rộng. Suông rộng nha, quần dài này dâu có để lại dâu mặc luôn á. Nè bộ của dâu đây nè. Bộ của dâu đây nè. Đây. Nguyên bộ quần dài nha, không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Bán một set này 115 ngàn. 115 ngàn giùm em nha, màu rất là tây mà sặc nữa. 115 ngàn bộ xám nha, chị nào lấy gấu xám với dâu mạng gấu xám. Quần thì tầm SM thôi à. Quần này tầm SM thôi mấy chị ơi. Mông cỡ dâu á, 90, 91 đổ về, 92 gì đổ về thôi. Chứ mông bự nữa là không có lọt cái lưng quần. Mông bự nữa là không lọt cái lưng quần đâu. Mông 95 là sợ không lọt cái lưng quần đó. Dày lắm luôn, dày nha, dày lắm. Chị nào lấy thì comment ha. Ủa bộ của mẹ để ra ngoài đi con. Em còn có 2 bộ à. 3 bộ à, nặng lắm luôn. Còn 3 bộ thôi, 115 ngàn. Chị nào lấy thì comment nha. Đây đâu có xếp nhiều, coi chân váy công sở. Chị nào muốn coi chân váy công sở thì em sale luôn. Lẽ em sale luôn hoặc là son môi. Tẩy tế bào chết hả?
Tử tế bào chết còn mấy hũ nè, đưa đây. Ba. Ba hũ hả? Ba. Tử tế bào chết nha. Xám. Xám cho Mon. Tử tế bào chết nha cả nhà ơi, còn sót luôn á, ba hũ sale luôn cho mấy chị em. 59.000 em có đào. Đào nha, bốn hũ qua đưa đây cho mẹ. Kiwi xoài. Đào, kiwi và xoài nha. Còn cái này hết rồi, bữa chị nào hỏi vô là hết sạch đó. Lên xếp thể thao đi chị. Ok, đây là đào, kiwi và xoài. Đào, kiwi và xoài nha. Hàng nội địa. Hôm bữa nói hết rồi mà nè, bữa nay soạn kho là còn đúng bốn hũ. Đào, kiwi hả? Đào, kiwi và xoài nha. Chị nào lấy comment nha. Mịn da như da em bé ngay từ lần đầu tiên luôn. Mịn liền luôn. Chị nào lấy thì comment nha. Hũ này là hũ nửa ký, xài lâu lắm, gần nửa ký á. Xài rất là lâu vì nó là dạng muối sữa. Xài lâu lắm nha, nó dẻo, nó sánh, nên là một hũ này mọi người phải xài 4 tháng, 3-4 tháng trở lên. Ủa hai mẹ con mình xài, hai mẹ con xài luôn mà 4 tháng, từ bữa con lên tới giờ là 4 tháng đó. Gái dâu lên Sài Gòn 4 tháng, hai mẹ con xài luôn, coi như là một người xài. Để em hũ đào, coi như là mỗi người xài, coi như là hũ này xài cả nửa năm. Bữa em có lấy chưa chế, không nhớ luôn á. Bây giờ lấy mẫu nào thì dặn dâu đi Trương Phụng. Dặn dâu để cho chứ không nhớ luôn á. Hồng Phượng nè, 59.000. Hũ đào nha. Nè bữa nay sót á, em còn xoài kiwi nha. Hết đào hả? Còn xoài với kiwi nha, chị nào lấy thì comment nha. Xoài kiwi giúp em, đưa đây. Xoài với kiwi à, còn một hũ xoài và hai hũ kiwi là hết nha. Còn nguyên siêu luôn. Nắp này là nắp nhôm, dập logo luôn, dập nổi logo nha. Hàng xịn sò, chuẩn nội địa hết đào. Còn xoài với kiwi. Xoài với kiwi nha, chị nào lấy khách dâu ai cũng toàn lấy 4 mùi, 3, 4 mùi không à. Hết rồi. Hết sạch rồi. Hết sạch. Ủa cái này là mấy hộp? 2 hộp. Lúc nãy là mấy hộp? 2 hộp. Con đưa xuống lầu á. Chưa. Tất cả là bao nhiêu hộp? 2 hộp. Tất cả có 2 thôi. Ừ. Coi vậy là cái này của cô kia lấy hết rồi, đừng khui ra nữa. Một vậy em lấy xoài, xoài của Trương Phụng rồi, còn kiwi thôi. Hình như Mon hôm bữa lấy rồi mà. Lấy thêm hả? 59.000. Đây là son, em nói mọi người nghe nha. Đây là son chính hãng của Hàn Quốc. Chính hãng của Hàn Quốc này. Thôi cái này tại vì dâu xài á. Cái này là set son của dâu á. Bây giờ dâu nói mọi người cứ kêu bác son đi mà bận quá không có thời gian lười nữa. Chứ chính hãng mà dâu order từ Hàn đó. Hàng chính hãng. Hay là hàng chính hãng mà dâu order của Hàn Quốc về luôn á. Là của giống như là Black Rau nè. Rồi này ở trong đây là Black Rau của mẹ nè. Ủa? Vậy là không có rồi. Vậy là ủa chưa soạn ra rồi. Thôi vậy soạn cái này là bằng cacao á. Cái này nè. Mùi sô-cô-la á. Cái này là nguyên một set luôn á. Dâu order nguyên một set nè. Vậy là 3 hũ để ngoài rồi đúng không? Con để dưới cho mẹ rồi hả? Còn ở đây còn một hũ này là 12 cây, một set này là 12 cây. 3 hũ để trong cái hộp rồi. Bát ông ta. Có nên bát ông ta. Hàng của Hàn Quốc á mấy chế, order từ Hàn luôn, chính hãng Hàn luôn. Không phải chính hãng của Hàn Quốc, mọi người chặt đầu dâu. Mịn lắm. Sướng hơn xài ấy nữa, xài nè, đỏ cherry này, mùi thơm mùi sô-cô-la lắm, mùi thơm mùi cacao lắm. Sức một cái là cái mùi sô-cô-la, mùi cacao nó mịn môi mà. Cái này nè, cái cơ chế của cái son này em nói mọi người nghe nha. Cái cơ chế của cái son này nè, mình xài một hoặc hai lờ hai, nói chung là xài vài bữa đầu á, là mình cảm giác là môi mình nó hơi bong cái lớp môi khô cằn. Lớp môi khô đó nó hơi, nó bong nhẹ nhẹ ra. Xong sau đó là nó hết bong, nó mịn liền à. Còn những loại son khác là không có. Những loại son khác là mình xài khô thì nó cứ khô hoài. Còn không là mình mịn thì thôi. Còn loại này á, là đa số ai xài cũng vài ngày đầu hoặc là xài một hai lần đầu là nó sẽ làm cho môi mình, những cái môi mình, chị nào mà môi như là môi mình không chịu tẩy tế bào chết hoặc là gì đó, môi khô á, thì nó sẽ bong đi, bong cái lớp đó đi, xong là thôi nó mịn là nó không bong nữa. Cái dòng son này được một cái là nó như vậy á, mà thơm mùi coca lắm, thơm mùi cacao. Được, thơm mùi cacao cực kỳ, trái cacao mọi người á, trái cacao á mấy chế. Thì cái đó nó cũng chiết xuất từ, thành phần cũng từ cacao. Thơm mùi cacao lắm, mùi sô-cô-la, mùi cacao, mẹ mọi người màu kẹo lắm. Em xài hết mấy cây rồi, con lấy luôn hả? Giờ bát không ta? Thôi để bữa nào bát, bây giờ đang lai đồ, giờ chắc không bát đâu, cắm cục pin lên cho mẹ. Bữa nào bát cho mọi người... 30 ngàn một miếng luôn á, xài lâu lắm á, nha. 19 đuôi. Alo ạ? À?
Dạ đúng rồi. Giao gì á anh? À à rồi ok, cái này là thanh toán tiền hết rồi đó ha. Rồi rồi anh chạy vô, anh chạy vô khoảng cỡ 4 căn là anh thấy số nhà xẹt 1. Anh đang đứng số 351 Lạc Long Quân đúng không? Thấy cái ờ chạy vô khoảng 5 căn nhà là được rồi, 5 căn nhà nha, có con bé nó đang xuống, nó mở cửa. Rồi rồi rồi. Lấy gì đó? Không thấy thì con gọi cho số đó. Mẹ mua mỹ phẩm đó mà. Không phải thanh toán đâu, mẹ chuyển khoản rồi. Lấy đỏ đô, lấy đỏ đô, lấy hai cây xong. Bác cho mọi người không? Ôi, ơi. Hả? Ờ, có tên màu nè. Biết rồi, mẹ biết mà, có tên màu nè. Cam cháy, có cam cháy nha. Cam cháy nè, bác cho mọi người 30 cây, 30 ngàn một. Trời ơi, rẻ không? Bác rẻ luôn, siêu rẻ luôn á. Màu này là màu đỏ cherry. Màu này là màu đỏ nâu. Đỏ nâu nha. Đây là màu đỏ nhung. Đỏ em có đọc quá, chị nào ưng màu nào thì lấy nha. Đây là màu đỏ đất. Đỏ đô là đỏ đất đi. Đỏ đô là đỏ đất cho chị Lê Hải. Bác 30 ngàn cho mấy chế xài chơi. Đỏ đô. Cam cháy cho Nguyễn Loan. Rẻ không? Thấy vô bác rẻ chưa? Đỏ cam có nha, chắc là có. Nâu, nâu là đỏ nâu đúng không? Nâu là đỏ nâu nha Duy Thúy. 30 ngàn, bác chơi 30 ngàn cho vui. Rồi, tiếp theo có màu này là màu hồng đào. Trời ơi, cái màu nó ngọt ghê luôn. Hồng đào, cái màu nó ngọt ghê luôn. Hồng đào. Cam gì vậy? Cam gì vậy Thanh Hồ ơi? Cam gì vậy? Đỏ gạch nha, có đỏ gạch nè. Đỏ gạch, hồng đào, à, đỏ lạnh nữa, đỏ lạnh, đỏ gạch, đỏ nhung, hồng đào. Rồi à, đỏ cherry. Ok man, rồi à, đỏ cam nữa, có đỏ cam nha. Ai hỏi đỏ cam vậy? Đỏ cam có nha, để cho bé Thủy nha. Ok không Thủy? Không ok, cũng bắt ok à. Ok không? Đỏ cam nha. Đỏ cam nha, có thương hiệu của nó trên đây nè, của Sky, mọi người về search ra nha, chính hãng của Hàn luôn. Yên tâm nha, chị nào lấy thì comment nha. Có hồng, đỏ nhung, đỏ lạnh, với lại đỏ nhung, đỏ lạnh, đỏ cherry, đỏ gạch, đỏ cam, hồng đào. Rồi còn mấy cây nè, ai ưng mẫu nào nè? Bé Mon 3 cây nè, hồng đào, đỏ nhung, đỏ cherry, ok. Còn đỏ cam, đỏ đỏ lạnh, đỏ gạch mọi người nha. Đỏ lạnh, đỏ gạch, đỏ nhung cho cherry. Thủy đâu rồi, lấy đỏ cam không? Đỏ cam nha. Không để chị Lê Hải luôn. Chị Lê Hải 3 cây á. Ok. Thanh Hồ ơi, hết rồi. Chỉ còn đỏ gạch với lại đỏ lạnh thôi. Đỏ gạch, đỏ lạnh nha Thanh Hồ ơi. Đỏ nhung đồ là hết rồi. Đỏ gạch với đỏ lạnh nha bé. Đỏ gạch, đỏ lạnh. Đây nè, son này chị nào xài là biết ok lắm luôn ha. Em lên son luôn đi. Xe cho em cái đi mọi người, định để tối mới like ấy, tại vì bán rẻ quá rồi nên là. Nè chị nào, cái dòng son này nó thơm. Thơm tại vì dòng này được em mua đủ bảng màu về. Một màu của nó là gần 50 cây. Một bảng màu của nó là gần 50 cây luôn. Đỏ lạnh nè, đỏ cherry nè, đỏ đào, đỏ đất, đỏ nâu, đỏ cam. Rồi cam đất, cam cháy, cam đào. Rồi hồng đào. Rồi hồng gì đó, nhiều màu lắm luôn. Một loại của nó là gần 50 màu luôn. Dâu quốc hết bạn, một màu một ấy luôn. Vô bát cho mọi người nè. Giờ nó đang còn ở trong đây mấy cây nè, quên á. Giờ còn ở trong đây mấy cây nha. Đây 2, 4, 6 cây. Còn 6 cây. Còn 6 cây nha, 6 cây cho dâu mạ này. Là mạ 1 kèm màu, mạ 1 kèm màu nha.
mã một kèm màu. Rồi đỏ cherry, đỏ rượu, đỏ nâu, cam đất, đỏ gạch nha, 5 màu, 6 cây còn 6, ủa còn 6 màu, 5 cây 5 màu nè, lộn, 5 cây 5 màu nha, còn một cây của dâu, dâu để lại dâu mang rồi. Rồi, chị nào lấy cho dâu mã một kèm màu nha, mã một kèm màu thơm lắm, mềm môi. Cái dòng này là chưa một ai chê hết á, em bác gần cả 100 cây luôn. Dâu mua tới 5-6 mẫu luôn mà, một mẫu là gần 50 màu vì nó rẻ á. Hồi lúc dâu mua cũng 5-7 ngàn á, tại vì dâu mua số lượng lớn á, dâu mua đủ màu. Mà dâu mua 5-6 mẫu luôn là cũng 300-400 cây luôn á. Nên là nó tính giá cho dâu hình như là 50-60 ngàn, không nhớ. Bác cho mọi người 30 ngàn luôn á, cho dâu mã một kèm màu nha, có đỏ mềm môi liền à. Mềm môi lắm luôn, nó có collagen nè, mọi người thấy chưa, collagen nha. Cái dòng này là mọi người về là mọi người phải, mình phải ấy cho nó kỹ như vậy nè, đó, làm cho nó kỹ nha, lắc lắc hoặc là làm kiểu này cho nó kỹ nè. Rồi nó collagen ở trong đây, nó sẽ tan luôn, nó đều luôn, nó đều với cái son của mình đánh lên là nó mềm môi liền. Dòng son này rất là mềm môi và thơm, dòng son này mềm môi lắm, nó làm cho môi mình đầy đặn nha, cảm giác á, cảm giác nó làm cho môi mình đầy đặn, như giống như mọi người xài son bóng á, xài son dưỡng son bóng, mọi người nhìn tự tự soi mình vô gương không bao giờ thấy môi mình đầy đặn, đúng không? Nhưng mà khi các chị xài son thỏi, những xài nhất là những loại son mà son màu đậm á, thì nó cảm giác mình nhìn vô là thấy môi mình nó đầy đặn hơn, đúng chưa? Mà cái dòng son này nó như vậy luôn, collagen này nhìn vô còn thấy collagen, người ta bỏ vô, bỏ collagen tươi vô cho mình á. Cái dòng son này nè, chị nào lấy màu nào chốt màu đó nha, mã một cho em, mã một kèm màu nha, mã một kèm màu. Mã 1 nha, đây là son chu nè. Son chu. Đây là màu đỏ cam. Rồi để cho mọi người 25 ngàn. Cho dâu mã 25 kèm màu, 25 kèm màu nha. Màu đỏ cam có 3 cây à. Đỏ cam bao thơm mềm môi yên tâm nha. Rồi đỏ cam luôn. 25 ngàn cho dâu mã 25 kèm màu nha, có đỏ cam. Ủa lộn, một cây đỏ cam, một cây cam đào, lộn, sorry. Một cây đỏ cam, một cây cam đào, còn cây này là cây đỏ đỏ cherry. Nha, đỏ cherry nè, đỏ cherry nha. Cho vô mã 25 nha, không là lộn màu hết, mấy lộn mẫu hết mấy chị ơi, mẫu nào cũng có đỏ cam mà. Cầm phải, này là son chu nha, chu lipstick á. Chị nào lấy thì comment nha, mã 25 kèm màu, đây là mã 25 kèm màu. Mã 25 kèm màu. 25 kèm màu nha Lệ Trinh ơi, mã nào vậy? Cam đào mã nào vậy? Nó biết đâu mà bỏ, mọi người ơi, comment mã giùm dâu chứ. Comment mã giùm dâu nha. Comment mã giùm dâu 25 cam đào. Đỏ cam. Ok. Ok, hâm hồn. Ok. Rồi. Son này là son gâu nè. Son gâu nè, son gâu nè mọi người. Đây là màu hồng đào nha, hồng đào có hồng đào nè. Hai cây thôi. Hồng đào với hồng đất nha. Hai cây hồng đào với hồng đất nha, màu khác nhau nha, đó. Màu hồng đào là màu này, màu hồng đất là màu này. Hai màu khác nhau nha. Khác nhau lệch nhau khoảng cỡ 2 tông á. Hồng đào với hồng đất nha, chị nào lấy màu nào? Bao thơm luôn, bao thơm và mềm môi. Bao thơm và mềm môi nha mấy chị ơi. Hồng đào, hồng đất, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em nha. Giờ không có test ra làm biếng là bát rẻ. Bát 25.000 cây. Có hộp luôn. Đây, đây là màu hồng đất đây. Màu hồng đất đây nha. Trắng cái mặt mình liền à. Hồng đất nha, son này là son lì, mềm môi, nó không có bị bệt đâu. Với lại là như là chị nào môi mà mình có rảnh á, đánh cái này lên là nó đầy môi liền à. Đầy môi liền. Hồng đào với hồng đất nha. Rồi, hồng đào với chị Bích nha. Hồng đất là cây em ở trên tay. 25 ngàn luôn. Hồng, còn hồng đất nha, chị nào lấy thì comment nha. Hồng đất là dâu đang ở này, dâu đậm đậm á.
Rồi vô pin rồi. Cuối này ra cho mẹ coi. Đây là đỏ nâu. Còn tinh dầu xạ không? Còn nha, hồng đất cho Quảng Nguyên. Còn tinh dầu xạ nha, tinh dầu xạ 49.000, hồng đất hết rồi. Hồng đất hết nha, tinh dầu xạ nè. Bao thơm, bao mềm môi, mẹ chị mua rồi mà. Đây là màu đỏ nâu. Đây là màu đỏ đất á, đỏ nâu là đỏ đất á. Đây là màu đỏ nâu. Đây là màu cam đất nè, cam đất nha, cam đất đỏ nâu. Đây là màu màu đỏ này là màu đỏ đỏ gạch. Đỏ gạch nha. Đỏ gạch, cam đất, đỏ nâu. Để cho mẹ cái tờ giấy coi, xanh ướt đó. Đỏ gạch, cam đất, đỏ nâu nha, chơi dâu mạ này 35. Bự lắm, em vô trễ rồi. Đây nè, đang like nè Phi Yến ơi. Đỏ gạch, đỏ nâu và đỏ đất nha. Đỏ gạch, đỏ nâu của cam đất. 4 cây là 4 màu cam đất. Đỏ nâu. Son cây nhỏ nắp trắng. Son cây nhỏ nắp trắng có đỏ cam không dâu. Có cam đất à. Đỏ nâu, cam đất, đỏ nâu. Cam đất, đỏ nâu, đỏ gạch. Đỏ rượu à. Đỏ rượu, đỏ cherry. Đỏ rượu, đỏ cherry, cam đất. Đỏ nâu à, đỏ gạch là không có đỏ cam. Này 35.000 con hộp nè cả nhà. Xịn luôn. Còn 4 cây. Bát luôn, còn 4 cây luôn. Em có son Hồ Ngọc Hà nữa. Chị nào ưng son Hồ Ngọc Hà thì em vô bát cho son Hồ Ngọc Hà nha. Hồ Ngọc Hà thì bát trăm mấy nha. Mới luôn, new luôn, cái gì cũng new chưa xài. Có hộp xịn sò luôn cả nhà nha. Coi giùm em nha. Đó, có hộp xịn sò luôn. Có hộp xịn sò nha. Chị nào lấy thì comment giúp dâu nha. Đỏ nâu, cam đất, đỏ gạch. Đỏ nâu, cam đất, đỏ gạch nha. Rồi. Đây nè, nó còn sót đúng 4 chai, 5 chai nước hoa. Sót ở trong thùng á. Nhà dâu nhiều hàng lắm. Chị nào tới nhà dâu bây giờ là nó quá trời ấy luôn. Bỏ cái này vô cho Trương Phụng đi con. Cam đất cho Trương Phụng nè. Ờ, nè, hết rồi đó. Đúng sót này là dọn nhà sạch sẽ luôn là hết. Đúng bây giờ là còn sót cái này thôi. Chanel ISL. Rồi để mọi người 65. Hôm bữa chị nào hỏi dâu cái dòng mini, dâu la hết hàng. Bữa nay đang nó sót đây nè. Đây là Dior. Với lại tôm nha, tôm đen. Tôm nha, chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. Để mọi người 65.000. Nước hoa. Nước hoa mini. Đưa đây cho mẹ. Nước hoa mini giùm em nha. Đây là tôm nè. Lấy chị mùi ngọt đi. Mùi ngọt chỉ có Chanel với ISL thôi à. Chị mua để dành xài đúng không? Mùi ngọt chỉ có Chanel với ISL. Vừa ngọt vừa sang sang, ngọt ngọt quyến rũ á. Cái mùi này chị ISL nha. ISL với Chanel là mùi ngọt chị. Dior thì mùi sang. Dior thì nam nữ xài được mùi sang. Tôm cũng vậy, nam nữ mùi được xài là mùi sang á. Không có ngọt nha. Chị lấy 2 chai luôn hả? Xịn lắm luôn. Chị lấy 2 chai luôn hay làm sao chị? Xịn ha. Nè, xịn sò chứ cả nhà. Cái chai nó đẹp lắm luôn. Còn một ISL nha, vậy là em còn một ISL nha. Cái chai nó cưng ghê luôn chị ha. Cái chai nó rất là cưng. Mùi đó là mùi gì vậy? Tinh tinh dầu là tinh dầu là thơm. Tinh dầu là bao thơm mấy ngày luôn, 2 ngày, 3 ngày luôn. Đây chị Bích nè. Rồi em còn một ISL nha. Mùi sang là ISL. Ô, mùi sang là Dior với lại tôm nha. Dâu còn một chai ISL mùi ngọt nhưng mà cũng sang, cũng tông sang luôn chứ không có ngọt ngọt. Em lấy cái gì? Đây là ISL. Ủa quên, đây là tôm. Tôm đen nha, đây là tôm đen. Đây là tôm đen nha cả nhà. Đó, chai sang dễ sợ sang. Hả? Con có biết con bao nhiêu chai nước hoa rồi không? Giờ còn xin một chai nữa. Chai lanh nó khác. Chai lanh nó khác, con cũng có chai lanh rồi. Chai lanh một chai lanh nè, một chai Lancôme nè, một chai Chanel nè. Chai lanh mẹ cho con hai chai cái chai, một cái chai tinh dầu Dubai, cái hai cái chai, một chai Chanel với lại một chai Gucci hay gì đó. Chai lanh là có 3 chai nè. Không, chai lanh có 2 chai. Nó cãi nữa. Chai lanh có 1 chai. À quên, chai Chanel thôi, là chai xịt. Đúng rồi, đúng rồi, chai lanh là 2 chai, chai xịt 1 chai. Chai lanh có 1 chai mà sạc thôi. Phải cãi con nữa, còn đâu là cái nước này nè. Cái này là cái loại này mấy chai? Cái loại này là có Chanel. Chanel nè. Myway nè. ISL nè. 3 chai rồi. Rồi một cái chai Chanel dạng xịt nữa. Rồi. Tiếp dài dài mà hàng chiếc á, xịt nữa là 4 chai. Ừ.
4 chai rồi cái chai tinh dầu nữa. 1 chai. Rồi cái chai gì nữa? Không có. Trời ơi, chai to chai nhỏ gì có đủ, bây giờ mẹ con xin thêm chai. Có 1 chai này thôi. ISL cho Lệ Trinh. 6 chai rồi, cho con xin đó. Nguyễn Phượng đi o kìa. À Phượng lấy đi o vô hết tô. Mùi ngọt hết rồi Huỳnh Huỳnh ơi. Mùi ngọt là đợi hàng vô bát mới có, còn hàng này kho kỹ gửi hết sạch. Vô còn chai tôm nha, tôm đen nè. Vô còn chai tôm đen nha mấy chị em nam nữ xài được, mùi sang. Em có chai, ủa chị dâu đâu thì em comment đâu. Nhiều quá xài không? Nhiều quá xài không hết thiệt. Chị nào ưng nước hoa của dâu thì vô bát nước hoa của dâu cho. Em hai chai ngọt đi ạ. À. À vậy là cái chai này của bé Thúy rồi. Ok nha, của Thúy nè. ISL của Thúy rồi mọi người ơi, ISL của Thúy Phạm rồi nha. Đi ơ của Hồng Phượng nè. Rồi dâu còn một chai tôm nha. Dâu còn một chai tôm thôi mọi người ơi, dâu còn một chai tôm nha. Chị nào lấy tôm chốt tôm nha, tôm đen. Sang mà mùi sang, dễ chịu, không có nồng. Tôm nha, dâu còn một chai tôm đen. Tinh dầu bé Thúy, tinh dầu nè, trời ơi còn sót kho đúng mấy chai tinh dầu. Nha, sót mấy chai tinh dầu á, sót nha, cái này. Có 3 mùi à. Sót nha, tinh dầu. Ai mà xài tinh dầu giống như bé Thúy này nó ghiền quá rồi đúng không Thúy? Thúy xài tinh dầu mà ghiền luôn á. Huỳnh Huỳnh nó xài thử một chai tinh dầu đi Huỳnh Huỳnh, 49 ngàn. Xả tặng cho mấy chế luôn 49 ngàn luôn, hàng mà hàng tinh dầu của dâu á bao cho mấy chế thơm. Thơm trên da là phải thơm cả ngày. Còn nếu mà thơm trên quần áo là 24 tiếng không hết mùi. Ok chưa? Sức trên quần áo mọi người không cần sức nhiều đâu. Cái dạng này nè nó là dạng lanh nên là nó đỡ hao lắm. Dạng lanh như vậy nè nó rất là đỡ hao, một tiếp này mọi người xài mấy tháng trời á. Nó rất là đỡ hao, 12 ml nha, nó đỡ hao cực vì nó là dạng lanh. Nè quẹt một cái thôi, thơm một ngày sau vẫn chưa hết thơm. 49 ngàn nè, nó là chai lăng. Nè con nhà dâu, thằng con trai nhà dâu á, con để mặt đây coi mấy chai tinh dầu ở trên kìa. Đứng lên bàn lấy mấy chai tinh dầu của xô á, mà chừa cho xô. Chứ nó xài dạng xịt là, cái dòng dạng xịt đó là bọn nó xài hao lắm. 6 6 chai thấy con gái dâu đếm không, 6 chai tinh dầu, 7 chai luôn. Của xô không á, chừa cho nó 7 chai tinh dầu, nó tắm xong là nó cứ cầm nó quẹt. Đằng trước này nó quẹt một đường, đằng sau nó quẹt một đường. Nguyên một ngày thơm thơm không bao giờ hết thơm. Nha, tinh dầu nha, 49 ngàn. 49 ngàn cho mấy chai, còn sót mấy chai nè. 49 ngàn giùm em ha. Bốn chín ngàn nha, dạng lanh mà nên là rất là dễ xài, dạng lanh nên là dễ xài lắm. Lấy em một chai, ok một chai cho Duy Thủy này, 49 ngàn, trời ơi xài mấy tháng. Mà cái này về mọi người cứ cho em hai chai, cho Hồng Phượng hai chai. Cái này về mấy chị cứ cho con mình nó xài, tại vì cầm một chai nó thích lắm, cầm trên tay nó thích, tắm xong là nó cứ chiều là lo nó mẹ ơi đi tắm được chưa, nó lo nó tắm để nó sức nước hoa cho thơm. Cho Hồng Phượng hai chai hai mùi. Rồi dâu còn hai chai nha. Dâu còn hai chai hai mùi nha, chị nào lấy thì comment nha. Còn hai chai hai mùi Good Girl với Chanel nè. Còn hai chai hai mùi, mùi tinh dầu này nó không giống mùi nước hoa. Tinh dầu là nó đặc hơn mùi nước hoa nha. Đây là xài như xài nước hoa á, mình sức nhưng mà người khác ngửi thấy mùi. Còn tinh dầu này là mình nó đặc hơn nước hoa mà mình chỉ cần quẹt vô là mình thấy mùi rồi. Nó đỡ hao lắm, dạng lanh nó đỡ hao rồi. Xong là mình chỉ cần sức một đường lần trước một đường lần sau là thơm cả ngày rồi mọi người ơi nha, cam đoan luôn. Xài mà không thơm trên 24 tiếng em tặng mọi người. Em trai xài chưa chị? Không thấy comment của em luôn á Vích Vi. Rồi à, lại em trai xài chơi hả? Em một chai mùi nào không gắt ai vô ok nha, trai một chai xài chơi mới chịu nha. Rồi xài chơi luôn, hết luôn xài chơi, xô nó xài chơi 7 chai luôn. Ừ. Một nồi luôn, sao mà nó khui hết tùm lum gì của mẹ vậy con? Nè, của xô này chai thì nó khui đó, thấy chưa? Của xô á, ở đây một chai nữa, trời đất ơi. Chai nào nó cũng quẹt, có chai thì gần hết, có chai thì đi. Tại vì từ lúc mà vô bán cái lô tinh dầu này tới giờ hình như cũng 4 tháng rồi ha. Mà có mấy chai bị đổ, có 2-3 chai nó bị đổ ra lúc mà vận chuyển về nó bị đổ nên là dâu để lại cho con xài. Thì là có những chai đó thì sàn xô nó sức gần hết, còn đa số chai nào cũng còn nguyên. Cái đó là để cho em xài. Nhiều chai đó, chai đi. Nữa, xin nữa. Nó bảo em xô có 7 chai luôn, cho con chai nữa đi, con mấy chai rồi.
để cho em siro nữa. Ờ, à, lên gì nữa ta? Bình bán thảo. Đừng bán thảo hả? Đừng bán thảo hả? Thảo chia cho khách hết rồi, còn có 9 hũ thôi để cho cô Châu Ngân 5 hộp. Để cho cô Châu Ngân 5 hộp rồi. Hứa với cô Châu Ngân rồi. Để cô Châu Ngân 5 hộp là hết thảo luôn. Con dâu nó thích thảo kinh khủng. Rồi mang xuống nhà. Mẹ chị cho ôm cái này xuống. Hai cái này xuống cho cô Nguyên. Rồi mang hết cái này xuống nhà để ok. Để cho cô để trong ấy cho cô trông. Bỏ son vô đây nè, bỏ cái vô đây, bỏ nó cho mẹ cho nó gọn, mang thùng xuống. Nước hoa hả? Chị nào ưng nước hoa thì em bắt nước hoa cho, em có nước hoa nha. Cô lấy cái set nước hoa đó đi xô. À, hôm bữa mấy chị hỏi dâu set nước hoa nhỏ nhưng mà dâu không có bát á. Hết rồi, bây giờ dâu khui set này cho, set này dâu chưa sử dụng luôn. Nha, khui cho mọi người. Em hết set, em hết nước hoa nhỏ rồi, nước hoa của dâu xài á. Nước hoa dâu mua xài là bây giờ còn chai nhỏ nhất là 50ml. Ờ, còn là một bộ này. Ờ, quên. Nước hoa dâu xài á, dâu mua nhiều á, dâu xài là chai nhỏ nhất là 50ml rồi. Nha, thì còn đây là set này giờ em mới khui nè. Bán 3 chai rồi, còn dâu để lại một chai một mùi gu xì hoa. Dâu ghiền gu xì lắm, nhà dâu dâu xài gu xì nhiều á. Mười mấy chai, mười mấy loại gu xì. Đây. Nha, gu xì cho mấy chị đây rất là sang luôn. Ok chưa? Thơm lắm luôn gu xì nha, gu xì chai này. Rồi có 4 chai 4 mùi. Em để lại một chai đi. Để lại chai màu hồng không đi. Không được. Ha. Không được màu hồng đó. Con gái dâu nó không thích màu hồng. Cứ chưa gì là không được rồi. Rồi để chai màu xanh. Rồi còn 3 chai bát mấy chị nha. Bát chơi 200 đi. Thơm lắm, xịt. Dạ xịt thơm quá. Thơm lắm nha, rồi bác cho mấy chị 180 cho vui ha. 180 cho vui. Chai 30ml á, một chai 30ml luôn á nha. 180. Thơm luôn, thơm ngọt chị Bích ơi. Chị Bích ơi thơm ngọt nha. Set này bữa nay em mới khui. Xiên xiên. Thơm mùi à chị ơi. Mùi sang sang, mùi ngọt, quyến rũ gì đó có nha, có 4 chai là 4 mùi. Chị nào ưng mùi nào thì nói em nha, mùi nào cũng ấy hết á. Rồi 180ml luôn á. 30ml rồi Huỳnh Huỳnh một chai màu hồng. Huỳnh Huỳnh một chai màu hồng. Cái này là phải cầm cẩn thận không là nó ấy ra con. Rớt một cái á. Đây bỏ vào đây con. Bát một chai 180 cho mấy chị thôi. 30ml nha. Rẻ rồi 30ml 180. Chứ nãy nước hoa mini nó có 10ml, 7,5ml với 10ml và cái chai nãy 65.000 á. 7,5ml với 10ml à. Cho chị Bích. Ok chị, để chị chai màu trắng. Chai xanh luôn rồi để cho Huỳnh Huỳnh chai xanh luôn. Giờ của mẹ chai đen. Rồi của mẹ chai đen. Rồi chung mua chai màu hồng. Dù gì nước hoa gu xì lắm. Ở đây gu xì. Dâu còn chai bự không à. Gu xì ở đây. Trên ở dưới cầu thang là dâu không có đếm á. Ở chỗ bàn trang điểm này gu xì chắc cũng 5-6 chai luôn. Chú Huyền gu xì dữ lắm. Huyền gu xì đó. Chị nào muốn chai to thì cho bác bớt cho vài chai. À, đợi hết dịch là dâu về quê á. Cái mớ này vận chuyển nó cũng hơi khó. Không phải là hơi khó nhưng mà nó lộn xộn á. Mà ông chồng dâu ông nhăn hoài luôn. Cái trời ơi. Ông nói vậy nè, ông nói vậy nè. Đâu hỏi khách, hỏi bạn coi thử là họ cũng đàn bà, họ cũng phụ nữ giống em á, coi thử họ có nhiều giống em không? Họ có mua nhiều giống em không? Quỷ dễ sợ. Ủa hết có lấy cho em chưa, quên rồi, để mon trần chai màu đen luôn. Để mon trần chai màu đen luôn. Quên. Rồi chờ. Để cho mẹ mon chai màu đen luôn đi. Nhìn mơ lại mất. Trời, à cái tay mẹ quẹt vô. Khăn đâu rồi, lấy cho mẹ cho khăn ướt thôi, để cho mom mang xuống, để cho mom đi thôi. Đi. Ướt thôi nha, coi chừng rớt đồng hồ của mẹ. Nước hoa nam, có nước hoa nam nha, nước hoa nam. Em mua cho chồng dâu mười mấy chai à. Mà ông kêu bác bớt đi, nhiều sao không hết. Chị nào muốn mua nước hoa nam cho chồng bác cho vài chai. Chị nói có em nè, nhà toàn đồ em à. Chị nào muốn mua nước hoa nam nọ dâu nha, nước hoa nam, nước hoa nữ có. Mà nước hoa nam thì có
chưa khui nha, hàng chưa khui thì do bác hàng chưa khui đi, hàng khui rồi thì khui rồi là ông xã vô khui cho ổng nhìn mẫu, ổng xích, ổng gửi mùi á. Khui rồi cũng có, chưa khui cũng có, ưng loại nào thì vô bác loại đó cho. Bác cho mấy chị mấy trăm xài chơi nha, ổng không thích xài nước hoa từ đó giờ á. Năm nay là 41 tuổi đó, chồng dâu 41 tuổi, hơn dâu 7 tuổi. Mà bây giờ dâu mới mua nước hoa cho ổng xài từ hồi năm rồi, tới giờ là dâu ghiền nước hoa là dâu mới mua cho ổng xài, chứ hồi đó giờ là ổng không xài nước hoa đâu. Hồi đó giờ không thích xài nước hoa. Không bao giờ, mấy chục năm nay là ổng chưa bao giờ mua một chai nước hoa nào. Có vài năm nay là dâu ghiền nước hoa là dâu mới mua cho ổng á. Có nước hoa cặp luôn ha, chồng sau dâu xài nước hoa cặp luôn. Nè, tại vì cái này em không có bán, cái này em không có bán nha. Cái này chị nào mình tìm hiểu trên mạng mình mua, nhưng mà mua hàng chính hãng, nhà hàng của Ấn Độ á, Dubai, hàng Ấn Độ nha. Cái tem này là tem 3D á, nhìn vô y như là một cái gì đó, nhưng mà nó là tem 3D, nó không giống như những cái tem mà tem chống giả rồi tem màu của mỹ phẩm đồ, không giống nha. Tem này là tem 3D trên đây nè, xịn lắm luôn. Nhìn vô mà nó mờ mờ ảo ảo, nói chung là đẹp lắm. Đó, queen là của nữ hoàng á, king là của nam, là vua á. Cái này là một cặp của nam với nữ, cái này là em với ông xã em mua một cặp cho em với ông xã em nè. Có Versace. Versace xanh này mua giọng mười mấy chai luôn á. Kicker. Đây. Nhiều lắm, mua cho ổng. Cái này là em khui rồi. Khui rồi, chồng dâu ổng sức được một lần á, sức thử á nè. Mà Versace này thì chắc là để cho ổng xài đi. Ổng không ưng để cho ổng xài. Kicker. Mà mọi người xài chai á, khui, em có chai khui rồi và chai chưa khui nha. Khui cho ổng coi mẫu á. Khui cho ổng coi mẫu nè. Đây, sổ đây. Sổ thẻ nè, cái chai của nó nè. Sang dữ lắm luôn, Kicker. Ở trong đây nó có một cái nắp. Đó, nếu mà không ưng xài nắp bự bỏ vô đây, vừa khích luôn. Rồi cái nắp này đậy vô đây. Ok chưa? Nếu mà không ưng, không thích xài nắp bự, nhiều khi là mang đi du lịch, mang đi nói chung là mình di chuyển. Còn bình thường đó, nắp này mình để dưới đây. Sang chưa? Em mua chai này 2 triệu mấy á. Sang lắm luôn, nhìn cái chai nó sang chưa mấy chế, sang chưa? Rất là sang luôn. Hộp, sổ, thẻ đầy đủ luôn, chai này chưa xịt. Khui cho ông chồng dâu xem mùi, ông không thích nước hoa nha, có chai chưa khui vậy. Mua cho ông mười mấy chai mà ông khui có 3-4 chai, còn mấy chai ông không khui luôn á là mấy chế biết rồi đó. Chứ em không bán nước hoa nam nha, em đâu bán nước hoa đâu. Dâu chị mua nè, mua đam mê thôi, đã xịn, rất rất là xịn. Mà không ưng, năn nỉ lắm, ông kêu thôi xài chai Versace cho có với người ta. Tại vì cái mùi nó dễ, cũng dễ xài, mùi mát mà, Versace mùi đó là mùi mát á. Với lại cái chai cặp á, đó là ông kêu ông chỉ muốn xài hai chai đó thôi. Đôn chờ rồi là dâu chưa khui luôn á. Cái này mua 2 triệu mấy luôn nha. Chị nào ưng mà khui rồi chưa xài nha, cam đoan luôn, nội gian đèn tắt em tắt luôn á, mất lộc luôn, yên tâm là mấy chị là chưa xài nè. Chị nào ưng em bắt con này cho về quét mã vạch thoải mái nha, quét mã là ra ào ào. Yên tâm nha, chị nào muốn em quét trực tiếp trên live cho mọi người coi luôn nha. Ok chưa, sực sò luôn. Có hai nắp để mình thay đổi nha. Cái chỗ này nè, nắp này nó giống như là bằng, nói chung là không có trầy đâu mấy chế. Cái này không có bị trầy đâu, yên tâm nha nè, không có trầy đâu ha. Hoa văn nó khắc ở đây nè. Cái chai này 100ml á nha. Sang chưa, màu cũng sang. Đây là sổ, đây là thẻ đó. Rồi, sang chảnh sực sò luôn. Bác chai này cho mấy chế 800 đi. 100ml. Mẫu thì quá sờ sang rồi, new 100%, cam đoan là chưa xài. Cam đoan nha, chị nào lấy thì comment cho dâu. Ưng thì là em bắt 800 nha, em mua hơn 2 triệu á, con này là mua hơn 2 triệu. Đây 800 nha, xịt xò cực kỳ luôn. Mùi sang lắm, mùi rất rất là sang, mùi này là mùi sang nha. Mùi sang lắm luôn mấy chị ơi. Chứ đầu tư mùi hương cho chồng cho con đồ, suốt ngày cứ đè hôn con, hôn chồng không mà đè ra nựng, nhất là con á. Nó kêu cái gì à? Mẹ hôn con nhiều lắm rồi nha, mẹ đàng hoàng đi đó. Suốt ngày nó thấy mặt dâu là nó kêu mẹ đàng hoàng đi, mẹ thơm con nhiều lắm rồi đó, nó cứ vậy thôi. Xong là nó kêu ai biểu má con phỉn phải không, nó nói vậy đó. Mẹ hôn riết nó kêu tại vì má con phỉn đúng không. Cái này là của nam nha. Bác tám cái trong cho mấy chị nè. Chai chưa khui nè, chai chưa khui thì có chai rắn em khui. Ở chai bên kề đây, hai chai này chưa khui nè, hai chai này là đôn chờ chưa khui nha, đôn chờ chưa khui nè, đôn chờ chưa khui nha. Với lại blue cái mẫu này thì đẹp lắm, em nhìn mẫu đẹp lắm, em ưng về mà em chưa khui, ổng không chịu khui, mà em mua cho ổng mà ổng không có chịu khui, giờ sao em khui.
nha. Em mua cho ổng nè. Đó, blue á, blue Dylan blue nha, của Versace á. Versace mọi người nha, thơm lắm, dòng Dylan blue á. Sang cực kỳ, mùi sang không mà cái vỏ chai đẹp lắm. Chị mình có thể vô Google mình search, mình search Versace dòng blue nha mọi người nha. Nó lên cái mẫu nó rất là sang, nhìn là ưng liền à. Mẫu này em chưa coi nè. Nha, chất mạ vạch là ra, yên tâm là ra hết nha. Rồi cũng bắt cho mày chế 100ml luôn á. Có mã QR nè, rồi mã vạch nè. 100ml bát nhiêu được, trời ơi, không biết bát nhiêu luôn. Chị nào mà, ý là anh nào mà xài một que mùi Versace thì nó sang rồi. Mùi Versace nó sang, tại vì Versace em mua hai chai á. Một chai xanh này, ông nói trời ơi sao chị hai chai dữ vậy. Xài một chai được rồi. Ông khui ra này xong là ông nói thôi vậy lấy ra này luôn. Còn cái chai này ông không thích nước hoa, ông không cần khui ra, nhìn mẫu luôn á. Mà cái mẫu này nó đẹp lắm. Cái chai này là cái chai truyền thống hồi xưa giờ rồi. Cái chai này nó đâu có đẹp đâu. Cái chai này là nó bình thường thôi à, đúng không? Còn cái chai này nó rất là đẹp. Mọi người search ở trên mạng nó ra cái mẫu đẹp lắm. Cái mẫu nó rất là đẹp luôn. Mà giờ ông nói thôi, có mấy khi xài đâu, để khui nào ra để đó luôn đi. Ví dụ ông khui nào ông không chịu khui. Hai chai này nè, Dolce với lại Versace nha. Rắn đen thì em khui rồi. Rắn đen em khui rồi, bác cho mọi người 600 đi ha, rắn đen. Rắn đen của Nam kèm hộp á. Rắn đen rắn trắng em bác có 600. Này chưa khui bác nhiều trời. Bác 800 luôn đi. Bàn chai khui rồi luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ. Chị nó ưng thì lấy nha. Đó là rắn đen thôi nè, rắn đen thì thôi. Thế thôi. Thế thôi, nước hoa nữ thôi. Chị nào có nước hoa nữ thì lên nha, coi nha. À nói em lên cho. Quần áo. Ủa xét thể thao hả? Để em nước hoa nam 800 loại nào em? Chai khui rồi hay là chai chưa khui? Chai khui rồi hay là chai chưa khui bé Mon Trần ơi? Em lấy chai khui rồi hay chai chưa khui? Sang luôn, chai sang quá trời. Chai khui rồi hay chai chưa khui? Chị nào muốn mua muốn em khui cái mẫu chưa khui thì nào em khui cho. À. Chai này đúng không? Kicker. Ơi. Ờ, à, Diệu Huệ gửi bánh trung thu á con. Bánh nướng hả? Khui thử coi có bánh nướng không hả? Có bánh dẻo không? Chai này đúng không? À, bánh màu trắng, bánh dẻo, mày ăn bánh dẻo. Phần đồ bé con sót bộ. Ok la, đồ bé còn sót bộ nha, size 12kg, 15kg đổ về. Đồ bé còn sót bộ nha, size 15kg đổ về mấy chị ơi. 10kg đổ lên, 15kg đổ về. Gì mà ăn bánh quá trời, nãy giờ nó quất 3 cái rồi đó, ăn ít thôi. Không phải ăn thấy ngon là ăn cho cố một ngày đâu. Ăn ít thôi để bụng tí nữa ăn cơm đó, một thùng hải sản. Hồi trưa ăn ngập mặt rồi. Rồi ăn vậy là tối không? Hồi tối tao mà nướng ốc mà dư nữa là coi chừng đó. Bây giờ cứ ăn giặt, ăn lung tung. Nhưng mà một ngày không nên ăn nhiều quá. Dạ. Còn bộ nha. Size 10kg tới 15kg, 49.000 luôn. Đồ thể thao hả? Coi đồ thể thao. Cho mẹ đồ đùi đi con, set đen, set trắng á. Ừ. Không, bộ đùi á, không phải bộ đó. Ở dưới nữa. Đấy. Không, trắng không á. Đó, ở dưới á, đúng rồi. Đây, đúng rồi. Thể thao đây nha, thể thao đùi nè. Con này em bán 195.000 á. Và bạn tặng cho mấy chị trung thu nha. Bạn tặng cho mấy chị trung thu 179.000 luôn. Nhập vô là 100 nha. Nhập vô đã 170. Ôi quên, nhập vô 180 chứ lời 15.000 bộ á. Đẹp lắm luôn, bạn cho mấy chị 179.000 luôn. Lỗ 1.000. Bạn tặng mẫu này mới về ngày hôm qua tức thì mà. Em còn có hai màu à. Đen với trắng nha, tay dài. Cái này đẹp lắm này Huỳnh Huỳnh, em mặc vừa nha. Em không vừa dấu tặng em luôn, nhất là cái quần luôn Huỳnh Huỳnh. Có size á, có size nha, SML, XL. Ủa quên, ML, XL, size XL là trên 60kg nha. Quần đẹp lắm cho mấy chị nha, nhận hàng cái quần là bao ưng luôn nè, mọi người thấy cái quần chưa? Đó, cái quần bao đẹp luôn nha. Vừa dày, form vừa đẹp nha, vừa dày, lưng cao, form vừa đẹp luôn. Đây.
Em có một set đen set trắng nha, để 179.000. 179 nha, chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, 179.000 có bán lẻ luôn. Có bán lẻ quần lẻ áo luôn, ai lấy ưng lấy cái nào thì lấy cái đó nha. Nè. Quần đẹp chưa? Có bán lẻ quần và lẻ áo. Áo của nó là áo có nón nha. Tay dài có nón. Mặc nguyên set, mặc tắt set gì cũng được nha cả nhà. Hàng xịn luôn, mặc nguyên set, mặc tắt set gì ok giùm em. Đây, mặc nguyên set, mặc tắt set gì ok giùm dâu ha. Chị nào lấy thì comment giúp dâu. Nguyên set, tắt set gì ok giùm dâu nè. Nó phối sọc một bên tay thôi. Chị nào thích áo tay ngắn thì cái này về mình cắt đi lên là tay ngắn thôi ạ. Mình cắt lên là thành tay ngắn nha, dễ. Có nón nha. 179.000 có đen và có trắng. Đẹp ghê không? Vải quần đẹp quá trời. Có bán lẻ luôn nha mấy chị ơi, có tắt áo với quần bán lẻ luôn. Áo trắng quần đen hoặc là nguyên một bộ quần đen áo đen. Đây. Màu trắng dễ nhìn nha. Thể thao đùi thì dâu chỉ còn một loại này thôi, hàng cao cấp, thể thao đùi dâu còn một loại này nha. Thể thao đùi thì chỉ còn một loại này. Thể thao dài thì em có nhiều mẫu. Thể thao dài 3-4 mẫu lận. Cho mẹ cái set nâu đi con. Set nâu hết màu rồi, có 3 màu mà hết sạch luôn. Em về hàng mà không đủ chia luôn á, giờ còn dư đúng 2 bộ màu nâu. Màu đen, màu xanh đen là hết sạch. Nè. Tuấn lấy cho mẹ bộ đát với bộ ở dưới á. Đát xanh, lấy... đát hồng. Đúng rồi, đát xanh còn 2 màu á. Lấy bộ xanh, bộ hồng. Rồi cái kia là còn màu nâu. Cái chữ NY á, NY là có màu nâu, ở dưới có 3 màu lấy hết. Nè, dày ghê không? Bao bì xịn xò nha, chuẩn hàng nhập về loại 1 luôn mà chê, nặng lắm, u mì á. U mì nha, rất là nặng luôn. Bộ này em còn 2 set màu nâu nha, đen với xanh đen là em hết hàng. Đen với xanh đen là em hết hàng, logo theo nha. Logo theo giúp em. Đây. Không xịn là không lấy tiền cả nhà ơi. Không xịn xò không lấy tiền. Rồi. Em đăng giá công khai là 255.000, bạn tặng trung thu cho cả nhà 235.000 luôn. Bạn tặng trung thu cho mấy chị set này nha, 235.000. Em chưa like đâu, hàng mới về ngày hôm qua tức thì mà. Hàng mới về ngày hôm qua tức thì à. Vô đăng hình thì đăng 2 tuần trước rồi. Đó. Nha, chị nào lấy set nâu chốt set nâu, mặc nguyên set, mặc tắt set gì cũng được hết. Nguyên set hay là tắt set ra ok luôn. Logo theo nha. Mặc thêm áo bờ ra, áo dây vào phía trong nữa, dây kéo thì kéo khoảng cỡ tới chỗ này thôi. Mang thêm đôi giày thể thao nữa là ok la luôn. Có theo hình trái tim, hình cây son môi. Nhìn bao bì là biết hàng xịn rồi chị ha. Hàng này hot girl bán 300 mấy không ạ. À? Nặng lắm. Đó, set thể thao vô cỏ dậy nè. Hoặc là dậy nha, set 3 món nè. Hoặc là xét vậy là có 3 món nè. Em hãy như vậy. Lũa tầm nha, lũa tầm 3 món. Lũa tầm 3 món nha. Đây là một cái áo 3 lỗ. Đó, đây là một cái áo 3 lỗ. Đưa cái quần đây cho mẹ coi. Lũa tầm nha, vải dày lắm luôn mấy chị ơi. Lũa tầm vải dày lắm. Dày hơn, dày gấp đôi lũa satin mấy chị. Là dày gấp đôi, gấp 3 lũa satin mọi người mặc đồ bộ á. Nha, giày gấp đôi gấp 3 lụa satin mà chị mặc bộ luôn. Quần đó là quần thể thao, quần bơm bơ á. Nó không có ôm nha. 3 màu hồng. Nè đó, ai muốn ôm thì có cái này luôn. Rút lại cho nó ôm. Chị nào muốn áo ôm ôm bo bo lại là mình rút lại cho nó ôm cả eo của mình nha. Đen, trắng, hồng. 3 màu nặng ghê luôn. Set 3 món nha. Set 3 món đen, trắng, hồng mấy chị ơi. Lụa tầm giùm em nha, giày gấp 3 lần lụa satin. Giày gấp đôi gấp 3 lần lụa satin luôn mấy chị ha. Nhưng mà nó không phải lụa satin, ý là nó dày á, để mọi người dễ hình dung. Chứ còn cái lụa này nó không phải lụa satin nha, mà nó dày bằng 3 lần lụa satin á. Rồi set này bán cho mấy chị em đang bán set này là 285.000. Bán cho mọi người set này 265. Bán này 265 nha. 265 xịn lắm, set 3 món. Có 3 màu. Hàng cao cấp này người ta bán hơn 400 một set. Hơn 400 luôn, set 3 món nha. Hàng loại 1 là nó dày bằng 3 lần lụa satin. Chứ thường thường mấy chị mua, thường mấy chị mua hàng như vậy mà hàng may lên á, hàng nhái lên á, thì vải nó cũng vải lụa satin lên à.
form nó nhỏ, nó không có thụt thụt như vậy mà nó dễ chày dễ xước á. Ủa cái bịch của nó đâu con? Bịch đó bịch nào? Không, cái bịch zip á, túi zip. Kiếm không thấy bỏ đỡ đi. Come on. Đâu rồi, bút đâu rồi? Nặng lắm nha, hồng đen và trắng này, màu trắng đẹp lắm. Nặng ghê luôn, không mỏng đâu mày chị nha, rất là dày. Rất là dày. Rồi cái này còn một màu nâu. Nặng chưa? Xịn sò chưa? Rồi bộ này bán sale, bán tặng cho mọi người nha. Hết hồn luôn. Hàng mọi người coi hàng giùm em nha, xịn lắm. U mì luôn, u mì. Cái này em chị nào ưng thì em tách set ra em bán lại áo cho mặc khoác. Dày ghê luôn á. Nguyên set nha, mà mua nguyên set đi cho nó lợi. Hả? Gì? Trời, cái gì nó đâu có liên quan. Đây nha, u mì theo nha, màu đẹp ghê luôn, u mì theo nha. Free size luôn, chị nào ưng khoác em bán lẻ cho, ưng khoác ưng quần em đều bán lẻ nha. Quần này, áo này mọi người mặc khoác thôi nè. Áo này thì các chị mặc với là áo thun, áo dây, áo bờ ra. Đó, loại nào cũng được á, muốn mặc bình thường đơn giản thì mặc, muốn mặc sexy thì mình phối với áo ôm áo sexy vô nha. Quần dài, quần thể thao đây, đó, mặc với là áo gì đó. Còn không thì mình mặc nguyên set, nói chung là tắt set nguyên set gì được nha. Mẫu này 4 màu luôn mà em còn đúng một màu nâu. Hết màu còn đúng một màu nâu nha, bán tặng cho mấy chế nè. Mạc của nó nè. Coi hàng 4 tem luôn nha. Một tem nè. Đó, 4 tem luôn, hàng 4 tem luôn ha. Ơi bán tặng cho mọi người bộ này. 269 169 ngàn. 169 ngàn luôn. 169 nha, chị nào muốn mua lại áo để khoác thì em bán cho. Nó kéo cao lên che hết cái cổ của mình. Cái này nè, kéo cao che hết cổ mà size bự luôn á. Áo bộ này em còn 2 set nha, ML. Nè, co giãn nha. Size L của nó là trên 60kg rồi, 70kg là mặc vừa áo này nha. Size L của nó, chị nào mà 60 cân tới 70 cân thì mặc vừa áo. Còn chị nào mà năm mấy cân đổ về thì mặc size M thôi. Ok chưa? Đây, bán áo, bán lẻ áo, lẻ quần luôn, chị nào ưng thì lấy. Nguyên set nha. Bỏ vô bịch. Bịch của nó đâu rồi? Là Adidas nha, Adidas thì có hồng với xanh, Adidas còn hai màu hồng xanh này. Dày ha, Adidas đây. Adidas còn hồng với xanh này, mom vô like hết này vô nghỉ nha, tối vô like sau. Ủa mấy giờ đây? Mới có 4 giờ thôi. Thôi nghỉ rồi. Dày lắm, vô có xanh với hồng nha. Xanh với hồng này nhận hàng mà trời ơi, cái chất này vô nói thật luôn, 169 ngàn không ở đâu mà bán luôn á. Không ở đâu mà bán luôn, đẹp chưa? Logo là theo giùm em nha, 4 tem. Hàng 4 tem logo theo này. Màu nào cũng ngọt hết á. Mặc nguyên set, tắt set gì đều được. Đó, logo theo nha. Logo theo giúp em, đây là set hồng. Đây là set xanh. U mì, siêu dày, siêu xịn cả nhà ơi. Mặc nguyên áo, mặc tắt. Mặc nguyên set, mặc tắt set gì đều được ha. Đây. Rồi. Xanh với hồng rồi em nghĩ nha. Xếp cái đó lên. Ủa đây là áo lụa của mẹ mà treo lên khoảng nhanh nha con. Cái áo lụa vô. Rồi nghỉ nha mọi người ơi, tối nha, tối live sau.